Dạ, sa thủ đầm thai và âm thanh của ngài rất tốt, bạch ngài. Dạ, Nguyên Như ơi, rồi đây có thấy Nguyên Như còn đây không? Nguyên Như ơi, Nguyên Như có thể làm là thị giả cho ngài được không? Nguyên Như ơi, hôm nay có làm thị giả cho ngài được không? Cho Độc Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, rồi nếu được thì mời Nguyên Như làm thị giả cho ngài. Dạ, ngày trước nhất thì Độc Quỳnh kính kính mời Quỳnh Kinh đặt câu hỏi đầu tiên đi, cho đạo tràng hâm nóng lên một chút đi. Huynh Kinh có Huynh Kinh vào sớm mà Huynh Kinh có thể đưa bàn tay của mình lên đặt câu hỏi đầu tiên để mở hàng cho đắt hàng nha. Mời Huynh. Nam mô Bồ Tát. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng, xin kính chào tất cả quý vị. Mở hàng phải không? Mở hàng cho sao tổ được hỏi gì cho sư Lưu Tông. Quan hỷ nói cho thật là nhiều cho mình lùm bỏ túi. Nam mô Bồ Tát. Đây hỏi câu này. Con nghe nói là có niết bàn đó sư, thì theo ý sư cái niết bàn như thế nào, mà ta nói rằng khi mà một người mà hành bát chánh đạo đó thì người đó sẽ thành tựu được niết bàn, sẽ đạt được niết bàn. Như vậy vậy thì cái bát chánh đạo đó có phải là nhân, mà niết bàn đó có phải là cái quả của cái do cái hành bát chánh đạo đó ra không ạ? Con cũng thỉnh Thượng Lão Tông giải thích chi tiết sâu sắc một xíu cho bà con lụm được chút. Dạ nó ngồi của ta dạ. Nam mô Bụt Thầy và kinh Bạch Chia Tôn Hiền. Dạ, kính thưa cho quý vị, rồi Huynh Kim Mi Lăng Đá mở cái volume lớn lớn là đây chúng tôi nghe rất là khó, rất là nhỏ. Thật sự Niết Bàn là pháp vô vi, thành ra nó chẳng có nhân mà nó chẳng phải là quả của ai, nhưng mà trong duyên hệ thì nó gọi là nó là Aramana và trợ giá cho một số cái tâm 19 cái tâm tất cả ha. Thành ra trong bát thánh đạo đó thì có hai, phải chia làm hai phần. Phần thứ nhất á, khẩu đế là quả nhưng mà tập đế là nhân. Nhưng phần thứ hai đó thì là nếu niết bàn với bát thánh đạo thì không phải là nhân quả với nhau. Bát thánh đạo chỉ là cái con đường dẫn đến cái nơi đó, mà cái nơi đó gọi là niết bàn. Nó không phải là nhân, mà nó chỉ là cái phương tiện để dẫn đến cái đó cho cái người mà đang hành cái pháp đó mà thôi nha. Trên bàn thì không có nhân, không bàn là pháp vô vi, còn bát thánh đạo là con đường dẫn đến cái nơi đó. Trong chú giải có thí dụ là giống như cái thành phố đó có sẵn thì nó có con đường đi vô, trong chú giải nó bốn con đường tượng trưng cho tứ niệm xứ, nhưng mà có con đường đi vô 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 thì con đường đó dẫn tới niết bàn, dẫn tới cái thành phố đó, chứ không phải con đường đó là nhân của thành phố đó. Dẫn tới cái thành phố đó mà thôi, thành ra người nào đi đúng đường là tới cái thành phố đó. Thành ra cái chuyện nó thành đi thành phố là cái chuyện người ta sẽ làm như thế nào đó không biết, nhưng mà khi mà có con đường là đã có nó rồi, thành ra nó hai cái đó nó không phải là nhân quả với nhau, nó một cái thầy á. Dạ, sao thứ và dạ, kính trường tòa Lưu Tông. Dạ, quý vị có hiểu được mà nắm được này, mà nắm được cúng dường xin Lưu Tông bông hoa là lên cho quan hỷ là dẫn dân hoa lên thượng tọa là rung được quan hỷ. Thì để hỏi tiếp câu nữa, quý vị chuẩn bị nha, chuẩn bị những câu hỏi mình muốn đặt học học hỏi vậy hỏi nha. Thì cũng nhân cái vụ bát chánh đạo này còn cũng hỏi như vậy. Thưa sư Lưu Tông, thì ta thường thường hay nói là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Thì theo như Thượng tọa Lưu Tông thì cái vấn đề này, alo nghe rõ chưa, alo alo rõ chưa, alo vấn đề hơi nhỏ kỳ đó, thiệt là càng xa này.
Đó chưa? Alo. Alo. Bây giờ thì nhỏ rồi. Kỳ không lớn lắm. Mình nghe được là vậy phải không? Nãy chỉnh lại lần nữa cái kỳ vậy. Rõ rồi mà, thấy nó nhảy dữ mà nhảy ào ào. Rồi chắc được rồi ha. Ok. Rồi thì sẵn hỏi từ từ tông này thì ta nói là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì theo như từ từ tông thì cái định sanh trước tuệ hay là tuệ sanh trước định hay là cả hai cùng đồng sanh, trong vấn đề này con cô thỉnh rồi tông quan hệ giải thích nó rõ ràng cái vấn đề này. Dạ nó mô tả dạ. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ. Kính thưa chư quý vị, trong duyên hệ thì nhân quả nó có ba chuyện để nói. Thì thứ nhất là nhân sanh trước quả, thứ hai là nhân đồng sanh với quả, và thứ ba là nhân sanh sau quả. Thành ra cái giới định tuệ này đó mình phải hiểu trong 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 pháp hiệp thế đó thì phải có giới rồi mới đưa tới niệm định, và rồi sau đó tuệ phát sanh. Nhưng mà trong tâm siêu thế thì giới định tuệ nó đi cùng một lúc, mà gọi là Ekayano Makkho đó, tức là Niyata Ekato, tám tâm sở được gọi là ý Niyata Ekato, đồng sanh một lượt, không trước không sau. Thành ra cái chỗ đó là nhân quả đồng sanh. Nhưng mà ở hiệp thế đó thì trước hết là mình làm gì mà phải sinh giới trước, rồi sau đó mình mới hành những cái pháp mà liên quan tới niệm, để làm cho những cái đó nó có năng lực vô trong niệm với định, nó đi chung trong một cái tâm thiện này nữa. Nhưng mà cái năng lực của niệm nó phải, bây giờ nó cũng mạnh hơn là năng lực của định. Mà khi năng lực của niệm với định mạnh đủ sức thì tuệ mới phát sanh, còn nếu không đủ sức thì cái tâm thiện nó vẫn là thiện ly trí như thường, dầu rằng người đó có hành cái pháp gì nữa, cái thiện nó vẫn là thiện ly trí. Thành ra niệm với định là nó lúc đó nó sanh trước. Nhưng mà khi là nó ba cái nó đủ năng lực vào trong tâm hiệp thế, nó vẫn có thể đồng sanh với nhau như thường. Mà trên trường hợp đó đồng sanh rất là hiếm, nó đồng sanh từng cái trong giới thì từng cái mà thôi. Thí dụ Samma Vajra thì hai cái kia nó không có sanh được, bởi vì ba cái tâm đó nó không có thể nào đồng sanh ở trong tâm hiệp thế cả. Nhưng mà trong tâm siêu thế thì nó tất cả các tám cái chi phần nó sanh một lượt với nhau, chứ nó không trước không sau. Nên mình phải phân biệt ra đây cái chỗ nào để mình có thể mình nói được là như vậy. Và nếu mà giới một cái chi nào đó trong lúc mình sinh thọ tâm bi đó, thì cái chi nào nó phát sanh trong một trong ba cái đó, nhưng mà niệm với định nó có thể nó đồng sanh với nhau được. Mà rất hiếm trường hợp là cho cái thành giả mới bắt đầu tu tập mà có tuệ trong đó, phải tới cái một cái mức năng lực nào đó thì niệm với định nó mới có khả năng nó dẫn cái tuệ phát sanh. Tức là lúc đó người đó quán bất cứ cái pháp nào thì cũng quán với cái tâm tâm thiện hợp lý. Mà khi tâm thiện hợp lý ở trong cái tâm hiệp thế đó thì nó lại không có giới trong đó, không có ba cái chi của giới trong đó. Nhưng mà khi tới tâm đạo rồi thì tất cả đều là phát sanh một lượt, nghĩa là nó đồng sanh, nó là nhân duyên tương, nghĩa là hỗ tương nhau, đầu vừa đồng sanh vừa hỗ hỗ tương với nhau, không thể nói trước nói sau được. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bố Thầy Dạ. Dạ con xin kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Vinh Kinh, và cũng thấy Vinh Kinh đã xa thú với Ngài ạ. Dạ bây giờ đạo tràng xin tiếp tục đặt câu hỏi, như có thể đọc câu chat của quý vị hay là quý vị có thể là giơ bàn tay để trực tiếp hỏi thẳng với Ngài ạ. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng đặt câu hỏi, như có một câu hỏi bạch Ngài là cái chữ đà tài kiến đó. Con thấy có những cuốn sách thì gọi là đích thí, có những cuốn thì gọi là Nichá đích thí. Như vậy là hai cái chữ đó có thể dùng là interchangeable bạch Ngài, hay là có lúc này lúc khác bạch Ngài? Dạ con xin Ngài ạ.
Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đối với tạng kinh á, thì nếu mà muốn nói là chánh niệm chánh kiến á, thì phải có sự sống mà sống mà đích thị. Nói tới tà kiến á, thì phải có miết trả đích thị thì người ta mới biết. Nhưng mà đối với di dục pháp á, thì khi nói tới đích thị tức là luôn luôn là tà kiến, bởi vì cái tâm sở đó nó luôn luôn đi với các tâm bất thiện, chứ nó không có đi với cái tâm thiện, đi bốn tâm tham hợp tà đó. Thành ra cái tâm sở đó khi nói theo di dục pháp, khi nói tới cái chữ đó là nó là tà kiến. Còn nếu mà nói chánh kiến là chỉ kể cho cái tâm sở là gọi là banh diên si trí giá, thì tức là tâm sở tuệ quyền mà thôi, chứ không thể nào nói là tâm chánh kiến là cái tâm sở đó được. Cái tâm sở đó nó chỉ phát sinh ở bốn đồng tâm tham hợp tà. Khi mà trong di dục pháp, khi mà nói tới cái tâm đó là phải biết là tà kiến. Còn nếu mà nói theo tạng kinh thì phải phân biệt là có chữ sâm ma hay là có chữ mít trả. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, nguyên như xin kính tri ân ngài ạ. Dạ con có thấy bàn tay của bác Metta. Dạ con xin bác đưa tay lại ạ. Dạ con xin nhường mít lại cho bác ạ. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Trước hết con kính lễ ngài Liệu Tâm, ngài Trí Đức cùng tất cả quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con chỉ có một câu hỏi nho nhỏ là hôm nay trong đạo tràng chúng con thì đã thọ Bát Quan Trai Giới, mà nếu đúng nghi thức thì chúng con phải chào quý sư để truyền giới, hay là chúng con có thể ngồi trước bàn thờ để xin giới với Đức Phật hay không? Dạ con xin ngài giảng giải cho con được rõ ạ. Con kính cảm ơn ngài. Con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, vào thời Đức Phật có lẽ là nó không có nhiều cái chi tiết để cho chúng ta biết được cái đó là có thể tự sinh được hay không. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là khi mình thọ cái bát giới đó, nếu mình không có ở cái nơi mà có thể giữ vững được đó, là cái tám giới đó nó không thể gọi là giới Ubosatha thạ, mà nó là giới thường. Ví dụ giới thường là giới của tu nữ đó, tu nữ mà vô mặc y trắng cầu đầu là thường là thọ tám giới, thì cứ mỗi hai tuần phải xin lại lần, xin lại lần, hoặc là nếu mà có đức lúc nào là xin lại liền lúc đó. Nhưng mà trong cái bát quan mà thuộc loại Ubosatha đó, thì theo truyền thống của các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy từ xưa giờ đó, thì họ phải có người truyền, tại vì mình sinh mình ở trong cái nơi đó. Dù rằng nói là một ngày một đêm ở cái nơi đó mà không có nghĩa là ở chùa ở đâu thì không có nói rõ ràng. Nhưng mà khi mà sinh ở tại cái nơi đó rồi đó, thì mình phải biết là cái người truyền phải ở nơi đó. Chứ còn tự sinh hay là tự thọ thì chúng tôi không thấy trong sách vở nó, ngay cả cái cư sĩ giới pháp của ngài mấy ngày viết ra thì cũng không thấy đề cập rõ ràng đến cái đó. Thành ra nếu mình nói theo truyền thống thì cái đó là phải có người truyền, tại vì mình sinh mình vô trong đó. Thì thường thường đó, ở bên Thái mà họ làm đó, thì cái ngày trước khi mặt trời mọc đó, là mình phải lội vô tới chùa, vô trong đó đàng hoàng, rồi cái mình xin cái giới đó, thì bắt đầu từ mặt trời mọc đó cho tới mặt trời mọc ngày hôm sau, mình xin ở tại nơi đó, rõ ràng là ở nơi này một ngày một đêm, là nhớ ở nơi này một ngày một đêm, thì mình người nào ông sư nào truyền ở trong chỗ nào thì ở chỗ đó. Nhưng mà cái thường thường theo thời giải thích của số cái gì mà giảng sư thì họ nói là bởi cái giới đó cái sự giữ giới nó phải nghiêm ngặt ghê lắm, thành ra khi mình ra ngoài mình đi mình rất là dễ phạm dễ đức, mà khi phạm khi đức thì nó không còn là Ubosatha và Sĩ Lá nữa, mà nó chỉ là tám giới thường mà thôi. Thành ra cái đó thì mình nên theo truyền thống hơn là mình thấy trong kinh điển không có đề cập, thông lực không có nói, thì mình cứ xin muốn tự thọ đâu cũng được. Bởi mình tự thọ cái đó là mình ở nhà là mình nói qua nói chứ rất là dễ bị đứt bị hư. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thành kính tri ân ngài.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá. Dạ, bây giờ con xin đạo tràng, có nếu có câu hỏi nào thì có việc quý vị giơ tay lên hoặc là Nguyên Như sẽ đọc câu chat quý vị ạ. Dạ, trong thời gian con chờ đạo tràng đọc câu hỏi, con xin hỏi Ngài một câu là trong cái bài hồi hướng chư thiên đó bạch Ngài, là Á Ca Sách Thá Chớ Phương Mất Thá đó, thì chư thiên ngự ở trên hư không, thì những vị này lúc mà Đức Phật còn tại thế là cũng là những người là hộ pháp, những người là mỗi đêm đều xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp rồi nhận được những cái lời chỉ bảo của Đức Thế Tôn. Như vậy thí dụ bây giờ mà tụi con đi vào chùa thì có những cái tượng chư thiên để bên ngoài rất là lộng lẫy, rất là đẹp, thì giống như là có những chùa thì lại có để tượng Ngài Siêu Quá Lý. Mà nếu mà tụi con giống như đặt tượng làm tượng của chư vị rồi cũng thỉnh để thờ như vậy thì đâu có gọi là tà kiến phải không Ngài? Tự vì thôi, giống như là con hơi thắc mắc cái chỗ đó, tự vì mình chỉ thờ Đức Phật thôi mà bây giờ mình thờ thêm những vị chư thiên, mà những vị chư thiên cũng là thờ Đức Phật luôn. Thành ra xin Ngài giải thích chúng con về điểm đó ạ. Dạ con xin nhân đức làm cho Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư thiên, chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự chư thiên thì mình không có nên làm tượng để thờ. Thường thường người ta ở mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống thì người ta đúc hình một số cái tượng mà chư thiên đó là trong cái nơi mà có thờ Phật hoặc thờ các vị thánh mà thôi. Thánh thì chư thiên người ta có thể tới đảnh lễ Đức Phật, để ta xin pháp hoặc đảnh lễ những cái ngày như ngày Sariputta, ngày Ốc Hành La Ná, thì thường thường những cái chỗ thờ các vị đó thì người ta thấy có chư thiên. Chư thiên một hai vị đó là người ta làm thì chung vậy thôi, nhưng mà không phải để thờ. Bởi vì những vị đó có thể là bậc thánh nhưng mà đa số là phàm nhân thì người ta ở vậy. Thành ra thường thường là mình nếu mà có thì mình khi nào mình thờ cái Đức Phật thì mình thể cái bên đó để giống như là đang hộ trì Đức Phật hay đang thính pháp Đức Phật hay là những cái vị thánh tăng mà thôi. Chứ còn nếu mình nghĩ để mình thờ thì cái đó nó không có chính xác. Bởi vì thật sự ra mình cái người Phật tử là thờ ai? Chỉ Phật pháp tăng mà thôi. Nên cha mẹ và thầy tổ chỉ có năm hạng người là mình có quyền làm những cái điều kiện mà như bằng tôn kính, thờ kính nó này kia thôi. Chứ còn ngoài ra thì trong kinh điển không có nhắc tới ha. Chỉ có năm hạng nữa thôi. Rồi cái thứ hai nữa đó, nếu mà bây giờ đó, theo chúng tôi đó, ý kiến tôi đó, nếu quý vị muốn thờ đó thì quý vị nên sáng bộ tâm tạng tốt hơn, mình nên tạo lòng phước là để in bộ tâm tạng nó vẫn tốt hơn là mình đúc tượng bất cứ tượng đó là tượng gì. Bởi giờ tượng nó nhiều quá rồi, các chùa giờ thành đạo thờ tượng nhiều hơn là đạo thờ pháp của Đức Phật. Mà khi mà Ngài lúc mà trước khi Niết Bàn, Ngài cũng nói với Ngài Ananda đó là pháp nào ta đã tuyên thuyết, lực nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp và lực ấy là thầy của các ngươi khi mà Như Lai ra Niết Bàn. Thì bây giờ đó mà mình tạo tâm tạng không hẳn là mình phải in nguyên cái bộ tâm tạng để mình làm gì đó. Mỗi ngày quý vị chịu khó học một pháp, một bài pháp hay là một câu kinh Pháp Cú và thuộc hiểu cho rõ ràng đàng hoàng vậy đó, tức là lúc đó quý vị được kể như quý vị đang đảnh lễ Đức Phật. Quý vị tụng một câu kinh Pháp Cú 1000 lần thì quý vị đảnh lễ Đức Phật 1 lần, nhưng mà đảnh lễ Ngài 1000 lại. Chứ Đức Phật không có tán dương cái vụ mà tôn làm thương ở tại vào thời Đức Phật không có đâu. Mấy trăm năm sau tới thời vua dục người ta vẫn còn chưa có tượng Phật đâu. Khi mà nói tới Đức Phật thì người ta vẫn để cái hình tượng trưng hay là cái bồ đề mà thôi, chứ còn không có. Sau này mới bắt đầu có cái chuyện đó thôi ha. Thành ra mà trong thời Đức Phật còn tại thế ít có người thấy được mặt Đức Phật lắm. Trên ngoài đi thì người ta thấy, người ta thấy dáng Ngài là tóc đầu, ta quỳ, người ta chắp tay cho để lên trán này, chứ người ta không có đứng đó mà kênh giống như mình thấy ông nào đi ngang mình cái dòm cái bẩm không có đâu. Ngài Ananda đó mà Ngài đi sau lưng Đức Phật, Ngài còn không thấy được mặt Đức Phật. Mà mỗi khi mà có duyên sự gì thì Ngài hay nhếch mép cười đó, nói cười thì đúng như Ngài chỉ nhếch mép thôi. Thì cái răng 4 cái răng mà phía ngoài của Ngài đó nó nhán lên giống như hào quang đó, thì Ngài Ananda Ngài biết có chuyện thôi, chứ còn không có cái chuyện mà làm Phật tượng tôn tượng thờ giống như bây giờ đâu. Người
người ta hoàn khách, người ta tụng kinh, thường thường tụng kinh hàng ngày đó là một hình thức mình đảnh, mình đảnh lễ Đức Phật, và mình vô mình lại Phật là vậy đó. Chứ còn bây giờ quý vị có tạc tượng hay là có làm cái gì, tượng gì đi nữa thì tượng đó nó cũng sẽ bị đổ dở, nhưng mà Phật Pháp nó cũng suy đồi thôi. Tại vì Đức Phật đã nói rồi mà, cái người mà các người đáng tôn kính, đáng thờ đó là giáo pháp của Đức Phật đã để lại. Nên mà hành, học hiểu hành cho cái giáo pháp đó là một sự tôn kính Như Lai cao thượng. Nên là mình nên làm theo cái cách đó hơn là mình mà đúc tượng chư thiên chư đồ làm nhiều. Bây giờ chùa nào cũng tượng ơi là tượng, không biết đây làm gì. Mà trong khi kinh điển thì không học, pháp hành thì cũng không hành. Nên là mình lại nói chuyện rất là vô ích. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ con xin kính tri ân lời dạy bảo của ngài ạ. Dạ bây giờ con xin đạo tràng. Hôm nay đạo tràng yên ắng quá. Bác Meta hoặc là Nguyên Trang, cô Khi Mai có ai có câu hỏi gì không? Đối với ngài và thời gian rất là quý báu. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng, con xin bạch ngài cho con được học thêm cái chữ là lô phá là tâm tham bạch ngài. Nếu như vậy nó khác cái chữ gây thá là tham đắm chỗ nào bạch ngài? Nó có thể dùng qua lại với nhau được hay không, hay là mỗi chữ có một nghĩa riêng này? Dạ con xin đọc lại là lô phá và gây thá. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư vị. Có nhiều cái chữ mình cũng dịch là tham, nhưng mình nên nhớ chữ lô phá đó nó là chi pháp, tức là một chế định có thực tính pháp. Còn những cái danh từ khác mà có thể mà cùng nghĩa nó đó thì nó phải nương vào cái chi pháp của cái tâm sở tham mà thôi, chứ nó không có cái tâm sở chính thức của nó. Thành ra cái đó là mình phải hiểu những chế định mà có thực tính pháp là vậy đó. Bây giờ mình có dùng chữ gì đi nữa thì khi hỏi cái chi pháp, tức là thực tính pháp của cái tâm, cái nhóm từ mà mình nói là cái gì, thì mà liên quan tới tham thì chỉ có một chuyện mà để nói thôi, mà chuyện đó nó có 8 vấn đề. Rồi bên cạnh nó có một số cái ngôn ngữ khác để người ta vô người ta giải thích cho mình hiểu cái đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái thực tính pháp của cái pháp đó. Thành ra mình nói khác thì nó chỉ khác về phương diện chế định ra chữ nghĩa mà thôi. Chứ khi mình nói tham, tức là mình không có chế định ra cái gì cả, bởi vì mình dựa vào chế định của Đức Phật. Mà chế định của Đức Phật trong tạng diệu pháp là dựa vào thực tính pháp, rồi ngài chế định ra ngôn từ. Còn đa số bây giờ thì mình dựa vào những cái đó để mình làm cái chuyện khác. Thành ra nhiều khi mình cứ hiểu sai, hiểu lầm cái lời dạy của kinh điển là vậy. Tại vì một chữ đó, ví dụ mình dịch cái chữ đó mà bây giờ mình đổi chữ, cái bản dịch mình đổi dịch chữ khác, cái người mà không có học được cái thực tinh pháp nó tới nơi tới chốn, là mình đọc cái danh từ đó mình rất dễ hiểu lầm, vì mà không biết chữ nó là gì. Thành ra cái đó, cái quan trọng là mình đọc cái bất cứ cái nhóm từ nào trong kinh điển đều mình phải nghĩ tới cái thực tinh pháp của nó, phải tìm được thực tinh pháp cho được thì cái thuật ngữ đó mới chính xác. Còn nếu mà mình tìm không ra thực tinh pháp của thể là cái foundation của cái từ ngữ hay cái nhóm từ đó đấy, thì chắc chắn là cái nhóm từ ngữ đó trước sau thì nó cũng biến dạng ra rất là nhanh. Rất nhanh cho nó không có còn như cũ. Còn nếu mà mình những cái từ ngữ nào mà có thực tinh pháp là cái căn bản để gọi tên nó đó, thì nó sẽ tồn tại cho tới khi nào giáo pháp mất đi. Nó mô bích thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con xin kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi đó cho Nguyên Như ạ. Dạ Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Hôm nay đạo tràng có một có thể hôm nay là ngày bác con trai. Mọi người rất là tịnh tâm. Xin quý vị đặt câu hỏi với Nguyên Như ạ. Dạ con xin chào Phật tử Sài Gòn vừa mới vào đạo tràng. Con không biết là Sài Gòn có câu hỏi gì dâng lên cho ngài hay không. Dạ dạ bạch ngài, trong thời gian chờ đạo tràng, Nguyên Như có một câu hỏi tiếp tục
là con đọc trong nhiều bản kinh thì chư vị có dịch ra là cái từ phi nhân đó bạch ngài, là từ cái chữ Pali là Amanusa. Dạ, xin xin ngài giải thích cho chúng con là phi nhân này theo cái chữ Hán có nghĩa là không phải là người, mà ở đây là mình nói về ma hay là mình nói phi nhân là tất cả những người là chư thiên mà không phải loài người thôi là phi nhân hết bạch ngài. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự với nhân dịch từ từ chữ Amanusa, tức cái đó là nếu mình dịch theo đời là không phải là người, nhưng mà nếu mình nói không phải là người thì nó có nhiều cái chuyện mà nó sẽ dễ sai lầm lắm. Bởi vì chó mèo heo rồi nó cũng đâu phải là người đâu. Thành ra những cái loại chúng sanh nào đó mà không có tên riêng đó, nếu mình không, mình cần nói tới mình có thể dịch là Amanus, tức là phi nhân được. Còn nếu mà họ có tên riêng, có cái cách gọi riêng đó, thì không thể nói gì được. Ví dụ như Bê Tạ đó là ngạ quỷ, mà nói phi nhân là cái đó nông trúng, là nó có cái chữ riêng để gọi nó, mình nói nó phi nhân đâu có được. Không? Phi nhân là có những cái loại mà chúng sanh đó, mà không có tên riêng, ở cùng nhóm nó cùng gì đó, thì mình nên mới dùng cái chữ đó nó mới chính xác. Còn ví dụ nó có tên là mình gọi tên, chứ ví dụ như tất mà người đi hai cẳng mình gọi là người, nhưng mà tại sao mình gặp người đó mình phải kêu cái nguồn gốc của nó, người đó là người da vàng hay người da trắng hay là người Việt Nam hay người đây, mình phải chỉ định ra cho mình nói tất cả mọi người, thì nó nhiều khi nó không có được chính xác là như vậy. Thì cái này cũng vậy, cha mà nuốt vậy, là có những cái chúng sanh nó có cái một số trạng thái giống như người, nhưng mà tại vì nó không có tên riêng nên nó gọi chung là Amana, tức là phi nhân mà thôi. Chứ còn như chẳng hạn như Bê Tạ, nó không có cái tư cách giống mình thì không ai gọi phi nhân đó, là mình ta gọi là Prêt, tức là Bê Tạ quỷ đói đó, chứ người ta không gọi cái. Hoặc là Atula, ví dụ nó có tên riêng vậy thì không gọi phi nhân được. Nhưng mà thường thường mình cứ góp chung hay mình thấy mặt nó không được là mình cứ gọi là phi nhân, thành ra nó không có được chính xác. Nó mô bích thầy á. Dạ con xin kính tri ân câu trả lời của ngài cho Nguyên Như ạ. Dạ bây giờ mừng quá, học online có một câu hỏi. Dạ hai câu hỏi luôn, sa thú sa thú. Dạ câu hỏi thứ nhất của học online bạch ngài: thấy pháp là thấy Như Lai, chữ pháp đây nghĩa là gì bạch sư? Có phải là những gì Phật dạy trong kinh điển không ạ? Dạ con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thấy pháp là thấy Như Lai thì mình nói dựa vào cái điều kiện mà Đức Phật nói với ai. Ví dụ như nói với cái ông A, ông B, ông C gì đó, người thấy pháp thấy Như Lai thì chư pháp cho đó là cái pháp mà ở cái ông đó đắc. Thì thường thường là cái pháp mà những người đã đắc, mà khi được Đức Phật nói về đa số là pháp siêu thế, có thể là sơ quả, nhị quả, tam quả hoặc tứ thánh quả. Tức là Đức Phật cũng đã từng thấy cái pháp đó. Thành ra khi nào mình nói tới đó mình phải coi cái duyên sự cái ngày nói câu đó, rồi cái người đó đắc cái gì. Thì cái pháp người đó đắc đó gọi là mới là đúng là pháp mà người đó thấy cái pháp đó, cũng giống như thấy Như Lai là như vậy. Chứ không phải là cả cái bộ tâm tạng 84.000 bài pháp đó thôi, chứ như vậy là bây giờ nó ngoài nói mấy cái gì mà tâm tạng pháp sư ở Miến Điện giờ cũng đâu có thể gọi là thấy pháp được. Họ hụt lòng đó, nhưng mà cái chưa họ thấy qua cái chế định, chứ họ chưa có được cái sở đắc. Là mô bích thà giá. Dạ con thấy bàn tay của cô Lộc Quỳnh, con xin mời cô Lộc Quỳnh cầm mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bích Thai, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi một cái câu hỏi này của một vị vị em cho con, nhờ con hỏi. Dạ, tu nữ nhận vật thực, nhận vật cúng dường nhưng không thọ dụng, dâng lợi cho chư tăng, có đúng pháp hay không? Dạ con cũng thỉnh ngài giải thích giùm ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị.
con số chuyện nó đúng mà số chuyện nó sai. Ví dụ mà tự nhân ta cúng dường cái y áo cho tu nữ, phải dân trong sư thì trong sư và ba thở không dám mặc đi ra đường. Thường những cái vật đó có thể là vật thọ dụng được buổi sáng hay là thọ dụng được như thế nào thì có thể giật lại được, nhưng mà còn có những cái chuyện thì không có nên. Ví dụ người ta bỏ vô trong cái bịch cái dân cái không thầm dẫn ra coi gì hết, đem đi dân trong sư, ông sư mở ra. Trong này chúng tôi cũng có kể cho quý vị đó, nhiều người ta có những cái tà kiến mà mình không biết, có cái cô đó cô chết không biết cô nguyện cái gì đó không biết, mà họ đem hết tất cả cái đồ ra, cái họ đem họ để vô cái chỗ mà thiêu á, chỗ gần như chỗ thiêu đó. Thường thường cái chỗ đó tức là những cái đồ gì mà có thể chùa xài được ta mới đem ta để đó. Còn này họ không có, họ đem hết đồ gì của cô đó tới, cả ông kêu xây gì ra đem vô. Tại vì quý vị quả cái bịch là chỉ có một chuyện mà trong chùa có thể xài được, đồng xây gì ông xin đó là cái radio. Còn cái kia ngoài dép dài áo thun áo nịch vú áo gì làm mỗi cho một bịch như vậy, bà con mấy ông sư đứng dòm tá quả tâm tình không biết chuyện gì xảy ra đó. Nên là quý vị nó nhớ chuyện gì mà ông sư xài được thì có thể đem dâng được, mà phải dâng cho đúng thời. Ví dụ như vật dụng để ăn mà dâng mà chỉ dâng trước giờ ngọ thôi mà dâng sau giờ ngọ cũng không được, nó có nhiều chuyện vậy đó. Nhưng mà cái gì nó nhớ là chư thân xài được có thể dâng lại được, còn chư thân xài không được thì không có nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Và theo với câu hỏi này thì con hiểu được, giống như cái vị tu nữ này, người ta sợ là Phật tử dân vật dụng cho người ta mà người ta thì không nhận thì cũng không được, mà nhận thì giống như sợ mang tội, có nghĩa là mình tu chưa có đúng đắn, chưa có đủ mức để mà mình nhận cái vật cúng dường bạch ngài như vậy đó. Thì ví dụ như trường hợp này thì mình phải làm sao bạch ngài? Dạ, ví dụ như giờ mình là một người tu nữ mà mình xét ra mình sợ mình nhận cái vật dụng của Phật tử người ta dâng cho mình không có đủ cái phước để giúp cho người ta có phước đó. Nên mình nhận đó rồi mình mới đem lại dân chư tăng thì nói như ngài cũng đúng, nhưng mà thí dụ như vật thực hoặc là những cái gì mà có thể dâng đến chư tăng được thì người đem dân chư tăng. Mà cái điều con hỏi là thí dụ một người tu nữ như vậy, người ta sợ là không đủ phước để nhận những cái vật dụng của Phật tử dân thì người ta phải làm sao bạch ngài? Và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thì sẽ ở nhà đâu thì kêu họ dân lại cho chùa chứ gì đâu. Cái gì tôi thử khỏi không nhận cũng được chứ có ở đâu, dân lại cho chùa. Còn thí dụ như ở đây chúng tôi ít có nhận lắm, mà ai dân gì thì chúng tôi thấy bầu thờ chúng tôi chỉ trên điện có thùng cổ xương, nó dân cái đó nó có phước hơn, người ta đem đó. Bởi vậy dân cái chùa xài được nhiều chuyện, nhưng trong sư dư nhiều quá làm bậy không chừng ha, ít phước chứ có đâu, thì họ nói vậy đó. Trong vô thì dân lên cho chùa thì trong chùa có nhiều tu nữ thì mà nay cũng có được xài chung vậy thì nó có nhiều phước hơn chứ sao ha. Đó là lý do thì quý vị nên cái diện vậy, dân cho tăng chúng thì nó tốt hơn, tức là dân cho chùa tức là cả chùa đều có thể xài được. Chứ còn nếu mà dân cho một ai đó mình có đức tin mà lỡ anh thẩm cảm nhận người ta dân cho người khác, nhiều khi cái thí chủ biết họ cũng phiền phức dữ lắm ha. Họ nghĩ là họ có đức tin người đó chứ đâu có đức tin mấy người kia, đâu có tin ai đâu, tại sao họ không dân cho người khác mà dân cho người đó. Thì đó là những cái chuyện mình muốn cho được chắc ăn thì mình nói thẳng họ rồi dân về chùa, rồi chùa có ai thiếu ai cần thì chùa họ chia ra hoặc làm gì đó là chuyện của chùa thôi. Chứ còn mình đừng có người ta dân cho mình thọ tâm nhận là cái mình không dám xài hay là không dám gì đó, mình đưa cho cái khác mình làm cho thí chủ nó mất đức tin không chừng.
nó có nhiều chuyện lắm chứ không phải dễ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Ngài. Vậy là, ví dụ như bây giờ Phật tử người ta dâng cho cái người tu nữ đó, mà người ta sợ tội, người ta không dám, nó không nghe người ta nhận thì người ta sợ không đủ cái phước để giúp cho cái người Phật tử, người ta có phước. Nhưng mà nếu mà mình không nhận, người ta cũng buồn nữa sư, khổ vậy đó, chứ không phải là mà giờ người ta muốn dâng, ví dụ như có người nào đó muốn dâng cho một vị đó, mà giờ mà Phật tử nói, cái cô tu nữ đó, mình nói thôi tôi không nhận đâu, đem dân chùa lại nằm mất cái niềm tin của người Phật tử. Nhiều khi người ta nản, người ta không thèm đi nữa thì như vậy có được không? Mà nhà bệnh ngài, ngài giúp giùm con cho con giải tỏa được điều này, và con sẽ tiếp tục câu hỏi cái câu mà con đã post lên. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Mô Bích Thà, dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu họ tới chùa chưa có đức tin một người, chứ không có đức tin ở chư tăng chúng ở chùa, thì mình họ có đi không đi chùa nó cũng tốt hơn. Tốt hơn là họ cái thấy mặt người nào thích, bạn biết người đó rồi, như thế nào, cái dân nhân người đó không ấy rồi dẫn chùa thì thôi chứ. Nên cái quy cách thứ hay nhất là về chỉ người đó đi tới học Phật Pháp cho nó khá chút đi. Chứ hả, chút giận hả, chút bỏ chùa thì có ai lỗi vốn cho biết nha. Mình tới chùa phải tới với trí tuệ, mình xét ra cái nghi đó họ nói đúng hay không. Còn mình có quyền hỏi là cái lý do thôi, chứ mình không có ấy. Thí dụ nó nói bây giờ tôi dư cái này quá cho, nó cũng có ấy, có nhiều gì khác thiếu thì xin nhân là cho chùa để họ chia cho những cái gì đó, không ai tới ha. Chứ còn cho đức tin người đó cho người ta không ấy, giận không đi chùa quá, thì họ lâu trốn chứ mình mất gì đâu. Thì những người đó mình cũng không nên thân cận làm gì, bởi vì đi chùa mà với cái tâm tính nhỏ nhen gì đâu có được. Ví dụ người ta muốn mình có phước, người ta mới nói dân cho chùa, dân chùa nó có phước, dân cho cá nhân người đó. Mà mình không tìm hiểu cho kỹ càng là mình này nọ thì cái đó thôi chứ. Chỉ họ đạo Phật Pháp cho nó vui. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân ngài. Dạ, bạch ngài, con hiểu được rồi. Dạ, bạch ngài, hiện tại bây giờ ở trong lớp học Buddha Tham Má thì đang học kinh Đại Bát Niết Bàn, và chữ Bali là như vậy. Nhưng mà vừa rồi cái ngày thứ hai của ngài của huynh Pháp Hữu giảng, thì huynh mới nói là theo như ý huynh là bài kinh này nó lớn, thì không phải là kinh Đại Bát Niết Bàn mà nên dịch nó là Đại Kinh. Dạ, Đại Kinh Niết Bàn. Dạ, bạch ngài, ngài chỉ dạy dùm con coi. Tại vì cái này là nhà huynh nói, con hỏi quý sư thì con chỉ biết hỏi ngài thôi, con đâu có dám mà hỏi ở bên lớp học Bồ Tát Tham Má. Lý do là bên đó chỉ đưa bài học ra, mà nếu có điều gì sai thì nhà Tệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng là sửa liền tại chỗ rồi. Bây giờ mà con đưa cái câu hỏi lên, thay vì Kinh Đại Niết Bàn mà dịch lại là Đại Kinh Niết Bàn thì chắc con bị đòn. Nên con hỏi ngài, ngài chỉ dạy dùm cho con. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự trong chú giải không có giải thích mà ai nói vậy thì có thể là không có được chính xác. Thì thứ nhất, cái thứ hai đó, trong những bài kinh, nếu quý vị cái muốn dịch là Đại Kinh đó, thì trong đó phải có Chu Lá. Nếu mà Mahā Parinibbāna có cái bài kinh kế bên là Chu Lá Parinibbāna đó, thì mình mới dịch Đại Kinh Parinibbāna hoặc Tiểu Kinh Parinibbāna. Nhưng mà chữ Mahā nó có 7-8 nghĩa đó. Chứ mình hiểu cái Mahā là luôn luôn là lớn không có được. Nếu mình hiểu luôn là lớn là nó trật. Ví dụ như cái gì mà bên Thái mà đậu cái không? Ba cái cấp Bali thường ta gọi là Mahā đó. Cái chữ đó không phải là ông đó ông đậu cái đó rồi ông lớn lớn hơn chùa, không phải. Cái chữ Mahā chỗ đó đó, chỗ mà thường quý vị nếu để mấy ông sư Thái có chữ Mahā đó, cái chữ Mahā đó là được, nghĩa là đức vua kính lễ cúng dường. Tại hồi xưa mà ở hồi thời xa xưa mà bên Thái mà học được cái chữ đó đó, thì ông vua ông
ông tới ông trao cái quạt là đấy đó, rồi ông lái xe ông chở về nhà nữa quý vị, chẳng vậy. Rồi cái mình dịch cái đó là lớn là không có được, thấy không, cái chữ đó không có lớn, cái chữ đó là được người lễ bái cúng dường, đặc biệt là đức vua, thì chữ mã ở đây đó có nghĩa là rốt, không phải rốt, nghĩa là hoàn hảo, hoàn hảo nghĩa là bài kinh này đó nói tất cả chuyện liên quan tới Đức Phật một cách hoàn hảo, những điều gì Đức Phật đã rất là hoàn hảo, ví dụ những liên quan tới ai là người thế chứ ngài trong lúc ngài niết bàn, ai là làm gì thì những cái chi tiết quan trọng ngài đều để trong đó hết á. Chữ mã là để chỉ cho cái sự hoàn hảo của bài kinh này, chứ không phải là cái chữ đó để nói là kinh lớn hay kinh nhỏ đó, không phải là kinh lớn hay kinh nhỏ gì đó. Thành ra nếu mà cái nào mà có giải thích của chú giải thì mình dựa theo, còn không có ấy đấy. Nhưng mà tiếng cái thứ hai đó là trong cái room mà của sư Giác Đẳng á, nếu mà thấy cái chữ này dịch sai là ngài Từ Xuyên mà đã sửa rồi, ngài trưởng lão Từ Siêu đó ngài đã sửa rồi chứ không phải ngài để thôi bây giờ. Mình hiểu chuyện đó, còn ngài không sửa tức là vẫn có thể xài được, chứ không phải không, có thể là nó không chính xác 100% nhưng vẫn có thể xài được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thanh kính tri ơn ngài giải thích cái câu hỏi của con. Nhà con tri ơn ngài rất là nhiều luôn. Dạ, tại vì đáng lẽ là con không có dám hỏi, nhưng mà do huynh biểu con hỏi quý sư mà hỏi thì ở bên lớp học của Thái thì con không dám rồi. Con chỉ có hỏi ngài thôi. Con tri ơn ngài nhiều lắm. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Dạ. Bây giờ thì Lộc Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có thể đưa lên những câu hỏi hoặc là đưa những bàn tay à. Bây giờ Nguyên Như bận rồi, Nguyên Như không có cầm mic được nữa, nên là Lộc Quỳnh cầm mic. Dạ, kính mời bàn tay rồi quý vị. Mời Sài Gòn có hôm Lộc Quỳnh trắng mặt cơ thấy Sài Gòn làm thị giả của ngài rất là tốt à. Dạ, mời bàn tay của Sài Gòn. Mến chào Sư Khá, anh Đu Khá vừa vào đạo tràng. Sư Khá có câu hỏi không Sư Khá? Dạ, Sài Gòn còn ở trước máy không? Sài Gòn ơi, tại sao hôm nay nghe mà không làm thị giả? Dạ, bây giờ thì thôi làm thị giả cho ngài rồi. Ồ, nhà còn ngủ hả? Dạ, rồi được rồi, không sao. Dạ, cảm ơn Sài Gòn nhiều. Dạ, bây giờ một lần nữa Lộc Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Mời quý vị có thể đưa những câu chết chát thì Lộc Quỳnh xin phép được đọc, Lộc Quỳnh xin phép được đọc, hoặc là đưa bàn tay thì Lộc Quỳnh xin nhượng mic. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, đạo tràng chưa có bàn tay cũng như chưa có câu hỏi, con xin hỏi tiếp ạ. Dạ, bạch ngài giải thích giùm con á. Thí dụ như ở Việt Nam đó, thì con thấy có những cây sa la thì có những cái bông rất là đẹp, thì cũng mà ở chùa trồng những cây sa la đó, nhưng mà con nghe là ở Ấn Độ có người nói là cây sa la đó là cây sa la giả, còn cây sa la mà của Đức Thế Tôn mà viên tịch Niết Bàn thì nó là bông trắng, rồi nó khác hơn, nó không phải là như cây sa la ở Việt Nam. Nhưng mà con có một lần con nghe chỗ nào đó con giờ con không nhớ, là nói là hoa sa la ở bên Ấn Độ nó có hai loại, một loại ở miền Nam rồi một loại ở miền Bắc miền Trung gì đó, thì coi như là do vậy nên là có cái cây sa la như ở Việt Nam và cũng có cái cây sa la là bông trắng. Dạ, có phải gì không mệt ngài? Ngài giải thích dùm cho con à. Nam mô Bích Thầy giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái cây mà cái hoa đỏ bự đó, cây ở Việt Nam hay trồng gọi là hình như là hoa đầu rồng hay cái gì đó, chứ không phải là hoa sa la. Hoa sa la đó, cái cây nó bây giờ bên chỗ mà Đức Phật cụ Sinara vẫn còn mấy cây đó, cái bông nó trắng mà nó không có đẹp, nó không đẹp giống như cái
cái hoa đầu rồng mà mình chụp lên đa số mấy chùa hay chụp đó nó không có giống nhau. Cái hoa xà la là hoa màu trắng thôi mà nó không có đẹp. Nó thành ra mình nó nhớ coi chừng mình nghe người ta nói ấy thì bây giờ nó muốn biết thì những gì nào từng đi qua bên đó đó đi mua cái mùa này là nó có bông á, thì có đi cuộc Sierra ra nhờ họ chụp mấy tấm hình về cho quý vị coi. Cái chỗ đó là chắc ăn nhất giống miền Bắc miền Nam đó, cây hoa nào đầu ấy đó, đó. Thành ra cái hoa mà cái bộ ấy nó bự bên mình hay chụp nói là hoa xà la đó, không phải, cái đó là hoa đầu rồng chứ không phải xà la. Cái xà la nó màu trắng mà nó nhỏ nhỏ chứ nó không có lớn. Thì vậy nào là sẵn giờ đây thì vậy nào có dịp mà đi xuống qua cô xin nó ra nên chụp cái cây đó để hỏi dân địa phương đó, cây đó cây hoa xà la cây gì, họ sẽ chụp cái cây đó dầu rằng không có bông thì cũng để biết cây nó như thế nào để cho một lần để chơi cho họ nó rõ ràng ha. Nam mô Bích Thà giá. Dạ sa thú lành thai, dạ con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy cho con hiểu được về cây xà la. Dạ ở chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn á hả Nga Thiện Hạnh là có trồng cây xà la màu trắng đó hả Thiện Hạnh à. Rồi, dạ biết rồi, dạ. Nhưng mà đa số ở Việt Nam là thấy trồng cây xà la ở chùa, trồng cây xà la mà hoa đầu rồng á, dạ. Nhà con thấy câu hỏi của Tri Ân. Dạ kính bạch ngài, Phật dạy chê tá ná là nghiệp. Con kính thỉnh ngài giải thích cho con được rõ ý nghĩa sâu sắc của câu này. Nam mô Bích Thai giá và con kính nhân Bích đến ngài. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái câu mà chê ta nói là nghiệp đó là khi mình nói tới cái ấy thôi, chứ còn thật sự là cái câu đó nó dài lắm. Câu mà Đức Phật nói chê ta na là nghiệp đó nó dài lắm, mà điều toàn thường thường mình dẫn ra là mình dẫn không có hết, thành ra mình cứ hiểu bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà thật sự là nó cái câu nguyên cái câu của nó dài lắm, chứ nó không có có là ngắn dây giống như từ xưa giờ mình hay nói đâu ha. Thành ra nếu quý vị nghe thì chúng tôi đọc cái câu đó cho quý vị nghe. Chê tịnh là hẳn phí cà quê cầm măng quá đà mí. Chê tại giếp toa cầm măng cà rô tị ca dê ná hoa chà giá má ná xả. Này chư tỳ kheo, sau khi đã có tác ý, tức là sau khi đã có cái thê chê tịnh na đó, rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu. Do đó, Như Lai gọi cái đó là tác ý là nghiệp là vậy đó. Bởi vì cái đó là chỉ mới gọi là chê tà na, chỉ có mới tác ý để làm cái gì đó thôi. Mà khi cái tác ý nó đưa ra thân khẩu ý đó thì cái hành động đó mới gọi là nghiệp. Mà bây giờ thường là thường mình dịch có hai cái cầu đầu là chê tà na với cầu quê cầu măng bá đà mí thôi, chứ không phải. Bởi vì chê tà na này đó nó có nhiều cái chuyện để nói lắm. Ví dụ như nói về giới đó, Đức Phật cũng nói là chê tà na với cầu quê sĩ lăng gia cha mí, nghĩa là giới nghiệp là giới, tức là mình có tác ý để không làm việc gì đó, thì cái đó cũng đấy là thành ra nguyên cái câu của nó đó. Đó chúng tôi vừa đọc rồi quý vị thấy đó, trong kinh là nếp thê thí cả sụt tạ, nếp thê thí cả sụt tạ, quý vị đánh cho nếp thê thí cả sụt tạ thì sẽ có câu chê ra nặng phía khờ quê cầm măng quá đà mí. Chê tạ giết toa cầm măng cà rô tị ca dê ná hoa chà giá ma ná xả. Đó. Thành ra cà rô tị ca dê ná thân này qua chai giá khẩu nó mới nó xả lý đó, tức là tạo ra cái hành động bằng thân khẩu ý, thì cái đó như là gọi tạo ý là nghiệp là như vậy đó. Thành ra nguyên chữ là nó là như vậy, chứ còn nếu mà nói chê ta là nghiệp mà nếu mà chưa có hành động thì làm sao mà, bởi vì chữ nghiệp thì công măng nghiệp là hành động đó. Mà thường mình dùng cái nghiệp nghiệp là mình cứ nghĩ là nghiệp là cái gì đó, nhiều khi đa số là không có hiểu. Nghiệp chỉ là hành động, tức là một cái cách làm mà thôi. Nhưng mà làm bằng cái gì? Mình làm bằng thân khẩu ý với cái sự suy nghĩ như vậy.
thì cái khi mà thành tựu thì cái đó gọi là nghiệp, tức là hành động đó nó sẽ cho quả gì sao, chứ không phải là cái tác ý chính nó là nghiệp. Thì trong cái chú giải giải thích chữ Chetana này có thể là bộc phá cầm má, tức là tiền nghiệp, để gọi bộc phá cầm má tức là cái hành động trước khi tạo nghiệp, tức là hành động của ý đó, ý trước khi tạo nghiệp. Nhưng mà khi nào mình đã thành hình qua thân khẩu ý rồi thì đó mới gọi là nghiệp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú đành thay, con thấy tri ân đã, con kính tri ân ngài, và nó là sa thú rất là hay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Lộc Quỳnh kính mời bằng tay quý vị, và cũng có thể có những câu chết chát ạ. Dạ, Lộc Quỳnh thấy Quỳnh Minh Tâm vào đầu tràng rồi. Quỳnh Minh Tâm có làm thị giả và có câu hỏi nào không? Dạ, có câu hỏi nào không thì đưa bàn tay lên hỏi ngài rồi làm thị giả cho ngài luôn được không? Dạ, không có câu hỏi, không có câu hỏi gì cho Lộc Quỳnh hỏi nha. Dạ, bạch ngài, hôm trước Quỳnh Kinh Milanda có giảng giải về cái cung trời đau sức, và câu hỏi của nó là thí dụ như người Phật của chúng con đó, có cần phải tìm hiểu học hỏi về những vị chư thiên hoặc những cái cung trời không? Tại vì theo như mình phải có cái quả gì, mình tạo cái nghiệp gì thì mình mới được một là sanh thiên hoặc là bị đọa địa ngục, thì mình có cần tìm hiểu không, hay là mình không cần, mình chỉ ở cõi người này, mình chỉ biết ở chỗ cõi người thôi bạch ngài? Và con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con à. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa cho quý vị, thật sự là mình nên tìm hiểu để làm gì, để khi nào mà mình có hành động mà mình để sanh về cái cõi đó thì mình phải hành động cho nó đúng nha. Chứ còn không là mình sanh về những cái cõi đó nó cũng vô ích thôi. Đồng ý chư thiên cõi nào nó cũng sướng cả, nhưng mà đa số vẫn là cõi dục, nhưng mà cái dục nó nặng lắm. Bởi vì để trong chú giải mà nói tại sao trên đó mình, nếu mình không có ấy đó, mình lo chơi không, mình không có hành pháp về Phật gì là cái đó. Ví dụ như là chư thiên khoảng 100.000 năm trước khi được cái bồ một vị Phật xuất hiện thì có cái cô la hả lá đó, tức là rồi nghĩa là giống như là thông báo là 1.000 năm nữa có vị Phật. Thành ra khi mà Bồ Tát mà giáng sanh xuống lòng mẹ thì chắc là qua, tức là vũ trụ này rung động, thì chư thiên nói cái vị đó rồi đã sanh ra làm người rồi, bữa nào rảnh ta xuống ta thăm hoặc đánh lễ, là cái lò chơi không quên vài bữa rúng động lần nữa. Vị này đắc đạo quả rồi, thôi để chút nữa mình xuống mình đánh lễ ngài. Nhưng mà một chút trên đó quý vị biết, nếu mà ở cõi trời một chút trên đó là chưa kịp chút nữa là rúng động lần nữa, nhìn xuống là Đức Phật đã niết bàn rồi, chúng nhau mà xuống đông giống như là đưa cái vỏ cam lên mà thấy những cái lông nhỏ nhỏ rồi cho chư thiên mà về Kusinala đó, Kusinara đó, để đảnh lễ Đức Phật lúc này đã đi rồi đó, thấy không? Nên là nếu mình không nghiên cứu mình lên nó nở không có bao nhiêu đó nhân không. Thành ra thường phải như những cái cõi, những cõi đầu sức mình phải hiểu là được sanh về đó, chứ không phải là đồng ý cõi trời là mình sanh mà cõi nào cũng sướng đó. Nhưng mà nếu mình có sự lựa chọn vẫn tốt hơn, bởi vì trong những cái thời gian nào cũng có những cái vị Bồ Tát mà người ta hành đạo quả chưa xong đó, thường ta lên đó ta nghỉ ngơi. Thành ra nếu mình có cái căn bản lên đó, lâu lâu mình gặp nó nhài cười 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 hỏi một vài câu, nó vẫn có lợi ích hơn là mình chơi không. Mình chơi không, nhưng mà đa số những cái vị Bồ Tát nó thà không ở lâu, chỉ có cái cuối cùng cái áp chót đó, cái áp chót trước khi xuống là người làm Phật ta mới ở lâu thôi. Còn đa số là lên nó nghỉ ngơi một lát rồi người ta quán lại coi cái ba la mật nào mình còn thiếu, còn gì đó thì họ sanh lại cõi khác liền. Nên gọi là
rồi mình gọi là các Bồ Tát tự tử đó. Tự tử là sao? Nguyện cho cái gốc mạng quyền và cái sắc mạng quyền, cái danh mạng quyền nó ngưng, thì để theo cái nghiệp mới đó là về cõi đó để tạo qua là mật tiếp tục. Nó lâu lâu mà mình được dịp lên đó, mình cũng có thể gặp được những gì đó vẫn có lợi ích cho mình nhiều hơn là mình ở cõi khác mà lo chơi không. Ví dụ như ở cõi mà cao quá cao đó, đâu có lo hưởng dục không chứ đâu có làm gì đâu. Thành ra cũng nên nghiên cứu một số cái điều kiện muốn về sao. Ví dụ sanh làm vô trời đế thức phải có bao nhiêu cái điều kiện này kia, mà không có hết á. Trong cái gì coi chú giải của những cảnh giới đó, họ sẽ có giải thích rõ ràng cho mình. Thành ra mình ráng gắng mình tạo cái phần đã nhiều. Mình không có thể, mình không cần nguyện nó sanh gì đâu đâu, nhưng mà ít nhất mình làm đầy đủ điều kiện thì cái quả đương nhiên, quả đương nhiên. Còn mình nguyện là nên nguyện chấm dứt luân hồi thì nó tốt hơn. Bởi vì mình không nguyện chấm dứt luân hồi tức là mình gieo cái chủng tử luân hồi trong cái lộ trình tâm của mình, nó phiền lắm. 1000 năm nữa vị Phật tương lai ra đời, mình cứ nguyện gặp Phật Di Lai thì mình sanh đi sanh lại có 1000 tỷ năm vậy thôi chứ. Mà mình không tạo đủ phước báo mình gặp ngài cũng giống như không gặp thôi. Mình từ xưa giờ bao nhiêu a tăng kỳ rồi, qua bao nhiêu triệu vị Phật rồi mà mình còn vẫn còn ngồi đây vô rung để nghe ba cái Phật pháp căn bản là biết mình ba la mật mình siêu đẳng lắm rồi. Thành ra cố gắng mà tu mà học đi, chứ còn không á coi chừng á sao cái vị Phật kế là trái đất này nó nổ tung cả chọc 7 cái thái dương hệ khác á, thì quý vị biết lâu lắm đấy mới thành lại trái đất để cho mình trở lại trong ngoài ẩn. Lúc đó mình lang thang này cái chặt cái vũ trụ nào khác mình không biết, mà khi mà cái tâm mình mà để phi nó phi phi như vậy đó thì cái ác pháp nó nhiều hơn. Nhân mình là phạm nhân nên nhớ dễ vui lúc nào hoặc là ác pháp nó phát sinh lúc đó, chứ không thể nào tránh khỏi đó. Mà khi mình ác pháp ra khoe thì nó để là cái dấu ấn, cái dấu ấn nó cho quả hoài thì không có ngày nào mà mình biết được cái cuối cùng của mình cả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Ngài đã chỉ dạy cho con hiểu được rồi. Dạ, con tri ân ngài. Rồi mời Nguyên Như nha. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, bạch ngài, cái bài từ Đi Kinh đó bạch ngài. Cái câu thứ hai nó có cái chữ là tăng thức sắc cô cha thú phá đô đó bạch ngài, là người ta dịch là sống dễ dàng tri túc. Dạ thưa con xin kính ngài giải thích cho Nguyên Như cái chữ tri túc. Nghe thì nó rất là đơn giản là biết đủ, nhưng mà làm sao mình biết đủ bạch ngài? Tại vì có người thì rất là tham, rồi có người rất là sân, rồi mỗi người thì thích cái khác nhau, rồi mình muốn cái khác nhau, có người muốn về tiền bạc, tài chánh, có người thì muốn danh, có người muốn về lợi. Dạ, xin ngài giải thích cho chúng con cái tiêu chuẩn về cái chữ đủ của Đức Phật đã nêu ạ. Dạ, con xin dâng đức lại cho ngài ạ. Nam mô Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả kinh thưa cho quý vị. Thật sự ra chữ vị thế đủ trong Đức Phật đó là đủ về ác pháp mà thôi. Ác pháp giờ mình làm ít bao nhiêu mình cũng nghĩ là đủ rồi, không làm nữa. Nhưng mà đối với thiện pháp thì không bao giờ biết đủ cả. Đó. Thành ra tri túc trong thực thực là mình ăn chừng bao nhiêu đó mình biết no rồi đủ. Chứ còn nếu mình làm thiện pháp thì làm bao nhiêu cũng chưa đủ hết đó. Cho tới khi nào tứ thánh quả phát sanh thì lúc đó mới gọi là đủ. Đó. Thành ra cái chữ tri túc đây là ngày thường thường ngày để dành cho những cái ác pháp mà thôi. Trong đời mình là ngày đó, mình làm cái gì mà ác pháp nó chen vô là biết là đủ rồi, không làm nữa. Đó, thí dụ như ăn cũng vậy, nó ăn bao nhiêu đó no rồi, chứ không là đồ ăn ngon là cái tham nó vô là ăn tiếp, phải không? Thành ra đó là tri túc trong sự vật thực đó, mất nhát tu mất thanh nhu, mất thanh nhu ta đó, tri túc trong vật thực. Hay là tri túc trong những cái việc làm hàng ngày của mình, ví dụ mình làm vừa đủ để mình dư thì giờ có thể rạo thiền pháp thì mình có thể mình ngừng,
Còn cái thế giờ mình tạo thiền pháp thì không bao giờ biết đủ cả. Thành ra đó là nhớ hai chuyện nó khác nhau rất là xa. Thành ra đừng bao giờ biết đủ trong thiền pháp. Nhưng mà bây giờ cũng quá dư rồi, làm ác pháp quá dư rồi. Tức là biết đủ trong cái việc ngưng lại trong cái ác pháp đó. Nói chung là như vậy. Thế còn mình kể ra từng chuyện, ví dụ như tri túc trong vật thực, tri túc trong những cái đó đó. Đó là một cái để cho người sơ cơ ta mới làm. Còn mình tất cả những gì mà được tạo lên bởi ác pháp là đủ hết. Làm bao nhiêu A tăng kỳ quá đủ rồi, hoặc là dư nữa không làm tiếp. Nhưng mà cái thiền pháp bất cứ lúc nào mà tứ thánh đạo tính quả chưa phát sanh thì vẫn còn thiếu, cứ là phải làm liên tục. Đó, thành ra chữ tri túc nó chỉ có một cái phần nào mà đáng để mình không nên tiếp tục, chứ không phải cái phần nên tiếp tục thì đừng bao giờ tri túc trong thiền pháp cả. Bên nào mình nghĩ mình dân chúng cho cái chùa đó đủ rồi, cái đó là không nên tri túc cái kiểu đó. Bao nhiêu đó, bữa nay mình để bác mời ông sư dẫn còn thấy ít, nhiều vậy đó, phải làm tiếp cho nhiều hơn, hay là gì đó, hay cúng chùa vậy còn ít, phải làm nhiều. Thì cái về thiền pháp thì không nên tri túc, còn về ác pháp đó, khi nào cái ác pháp phát sanh thì biết đủ, biết quá dư rồi. Nam mô Bích Thầy giá. Năm mà Bích Hai giá, dạ con thấy như đã tri ân ngài nhắc nhở rồi. Dạ con xin đọc cái câu hỏi của Thi Lâm. Kính thưa ngài, mình phải tu tập như thế nào để những kiếp luân hồi mình vẫn còn giữ được chánh niệm và bồi dưỡng ba la mật để không rơi vào con đường ác đạo? Kính tri ân ngài. Năm mô Bích Hai giá, dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa cho quý vị, bốn cái tòa lão đài ở dưới đó là cái chuyện đương nhiên mình phải trở lại, không có cách nào mà làm ngoại trừ cái ba la mật mình trong kiếp này đầy đủ để mình đắc thánh đạo thánh quả thôi. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mà phải chuẩn bị, trước sau gì cũng trở lại, trước sau gì cũng hồi cố quân cả, không có đường nào khác. Tại vì trong bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp mình chắc chắn đều là, đừng nói trong bao nhiêu A Tăng Kỳ, nhưng mà trong kiếp này là mình vẫn làm ác nhiều hơn làm thiện. Nói quý vị là học về pháp với biết rồi đó, tâm ác có 12, tâm thiện có 8 thôi. Nhưng mà trong 8 tâm thiện mình phát sanh hàng ngày chỉ có 4 thôi, tức là 4 ly trí đó, chứ không có trí tuệ trong đó được không. Thành ra trong thời gian mình gặp được Phật Pháp thì mình phải học rất nhiều cái pháp mà để cho mình có khả năng để mình giữ được những cái điều đáng giữ để cho kiếp sau mình vẫn tiếp tục được. Đó. Thì nói về Phật tử thì có 4 chuyện phải làm, tức là bố thí, trì giới, thiền chỉ và thiền thể. Còn nói về chư tăng thì nó rõ ràng hơn là giới định tuệ, bởi vì chư tăng là người đã bỏ tất cả những gì liên quan tới thế để đi làm một cái công việc duy nhất là hướng dẫn mình đi ra. Còn cư sĩ thì có nhiều chuyện để làm trong ấy, thành ra những cái mình cần tu tập để mình giữ được một số cái thiện pháp đó, tức là bố thí, trì giới, thiện chỉ và thiện tuệ. Bởi vì mình chắc chắn là đa số chúng ta đó không thể nào, có thể là không thể nào đắc được là kiếp này rồi. Bây giờ mình nhìn mình biết, nói một vài cái pháp mà cầu siêu là mình đã bắt đầu là mình ngáp ngáp rồi, thì làm sao đắc quả cầu siêu được ha. Đó. Thành ra kiếp này nếu mà có cơ hội đó thì nên hành về tứ niệm xứ đó, hành cái niệm nó cho vững chắc, học hỏi những cái điều liên quan tới cái pháp đó đó cho nó nhiều một chút. Bởi vì cái pháp đó đó nó rất là có lợi ích, mà không phải có lợi ích cho mình mà có lợi ích cho những người xung quanh nữa. Quý vị nên nhớ, nếu quý vị mà học về pháp mà đúng mức rồi đó, bất cứ chuyện gì đó quý vị cũng có thể đem dán vào quay tê tới niệm xứ được đó. Ví dụ cái chuyện dễ hiểu nhất, mấy ngày hôm nay quý vị học di kinh Ni Lăng Đá đó, Đô Ma Nát Xà Xà Ga Tăng, Đô Ma Nát Xà Xà Hà Ga Tăng,
bà thì khá sẵn bà vô tăng à, sẵn khởi căn. Thì khi mà nó đô mà nó xà xà cái tăng đó, tức là nếu mình có khả năng là mình quán thọ được liền cho đó. Nhưng mà nếu quán thọ cho đó không được thì tới bà thì khá sẵn bà vô tăng, tức là mình đang quán tâm, tâm có sân. Mà bây giờ mình quán cho nó không kịp rồi đó, thì bà tỳ khá cho nó tới sân đó, thì mình có thể mình quán pháp cũng được. Bởi vì sân nó là một trong năm kiền cái đó. Thành ra mình học để hiểu rõ ràng là khi nào mình có cái trạng thái vậy là mình không quán được thọ thì cũng quán được tâm, cũng quán được sân, cũng quán được pháp. Thì cái đó nó mới giúp cho mình cái niệm mình nó mạnh được. Chứ còn nếu mà sân để sân cho đã cái đó là tính sao đó. Lỡ mà có tham tham cho đã tính sao. Đi vô chợ đi tới lui dồn cái chỗ nào cũng thích nhiễu nước miếng hết mà không biết chán thì phải biết ra thật rồi. Mà sao anh biết dừng lại cái chỗ đáng dừng khi ác pháp phát sanh. Giống như chúng tôi nói nãy là phải trì túc trong cái việc mà tạo ác pháp. Còn nếu mà cái việc tiền pháp thì không cần. Khi nào mình quán được cái thọ hay là cái không được thì qua cái tâm, mà qua tâm được qua cái pháp mà mình có thể mình duy trì liên tục những cái đó đó, tức là nó giúp cho mình kiếp nào mình sanh mình cũng được giữ vững được một số cái điều kiện như vậy. Chứ còn bây giờ mình mà học chưa tới đó, mình mà hành chưa tới đó đó, bảo đảm quý vị tắt thở cái là quên hết, bảo đảm. Bởi vì nó đâu có năng lực đâu mà nó đi theo mình. Mà nó không có năng lực thì mình trở về bốn ngôi nhà cũ, bốn tòa lâu đài rất là lớn, bốn tòa lâu đài lớn. Bởi vì cái đó là cái ngôi nhà cũ của mình mà. Tất cả chúng sanh đây là chưa đắc thánh thì phải trở về ngôi nhà cũ ít nhất một vài A Tăng Kỳ lần nữa. Bởi trong qua như A Tăng Kỳ mình tạo ra cái nhân để mình về đâu nhiều rồi. Thì là kiếp này đừng bao giờ ấy đó. Ngay cả trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta thí dụ để quý vị thấy đó. Quý vị nghe người ta khen câu quý vị nhớ không có lâu đâu. Nhưng quý vị ai chửi quý vị câu quý vị nhớ rất là lâu. mà dính mắc trong cái lời chửi nữa. Mà cái lời chửi nó đâu có hay gì đâu. Mà tại phải sao dính mắc vậy đó. Đâu khi là người ta khen không chịu dính mắc. Vô room học câu kinh pháp cú, đóng room là quên rồi. Gửi email trả lại cho ngài trụ trì liền, ngài chủ room liền. Trong khi đó không hề nghĩ lại cái câu kinh pháp cú đó nghĩa là gì, đọc ba ly thì sao này kia ông sùm đó. Nó là cái chuyện mà mình nên làm những cái như vậy thì để cho giúp cho mình mới được. Bây giờ quý vị vô ngày nào học câu kinh pháp cú đó, ráng trước khi đóng luôn quý vị ráng thuộc lòng nữa đây. và nhớ cái lời chúng tôi nói là ráng thuộc lòng này, lúc đó đi rồi nhớ được mấy ngày đó. Thì mình mới biết là mình có cái sự thỏa thích trong việc làm thiện hay không. Bởi vì học kinh pháp cú tức là mình đang đảnh lễ Đức Phật và đang lại Đức Phật một lại. Nếu mình đọc một lần mà mình đọc 1000 lần á, thì mình đảnh lễ Phật 1000 lại trong cùng một lúc mà thôi à. Mà từ xưa giờ quý vị không có làm, không chịu làm. Học vô lỗ tai này ra lỗ tai kia xong xuôi. Mà bây giờ muốn kiếp sau có định niệm có được cái gì đâu có được. Mấy thiện pháp mình đã không chịu làm đúng mức thì đừng hy vọng kiếp sau mình được như cũ. Không bao giờ. Mình phải làm cho nó hơn thì may ra kiếp sau vẫn còn được như cũ. Tại sao? Tại vì cái phần hơn đó nó mất dễ lắm đó. Nhưng mà ác pháp cái gì làm rồi thì nhớ lâu lắm. Nhiều người đó người ta chửi một câu thôi sắp tắt thở vẫn còn nhớ. Mà trong khi học bao nhiêu cái bài pháp rất hay. Ông sư già là chúng tôi nói hoài, ông sư già tên là Hòa Thượng Trí Đức nè. Bên đó 4-5 giờ sáng nó ngồi dậy một mình bên ngôi đèn leo lét để mở cái màn ảnh này lên để cho quý vị vô cái học từng câu kinh pháp cú, từng cái bài trong ba pháp an là an lành và những cái câu hỏi của My Lan Đá như vậy đó. Mà quý vị nỡ nào quên ơn cái người già như vậy được, thấy không? Mà nhớ ơn là phải học. Mà quý vị không học là quý vị quên ơn cái người già cả ngồi một mình bên đó tháng để giờ đó còn ngái đã đời mà không ngái thức dậy để lo cho quý vị. Mà quý vị quên ơn thì phải nói là quý vị học không được là kể như là một sự quên ơn rất là to lớn đó. Ráng học thuộc đi. Học thuộc rồi bữa sau tới câu kinh pháp cú rồi giờ ta lên đọc câu kinh pháp cú kia rồi cho nó đã cái đó. Đọc cho ngài nghe, cho ngài phát sanh sổ Manat Xà Gá Tăng được coi. Chứ còn không kêu quý vị lên đọc rồi ngài cũng lực đô Manat Xà Xà Gá Tăng là phiền quá. Nam mô Bích Thai giá.
Sa thú, sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, con nghe ngài giảng cái câu này, cái bữa hổm con cũng bị dỗ trận vậy. Cái câu là mình vào đây mình học pháp cú mà mình không chịu đọc cho đúng, là có những vị trưởng lão vào đây mà nghe đọc sai thì người ta lại giống như mình không có nhớ ơn ngài. Con bị dỗ luôn đó ngài ơi. Dạ, bữa nay con nghe ngài nói con rất là vui và cũng kính cảm ơn câu hỏi của Thi Lâm rất là nhiều và giúp cho Lộc Quỳnh lợi ích rất là lớn với cái câu trả lời của ngài, là phải cố gắng học và cố gắng làm thiện pháp cho nhiều để không có phải trở về ngôi nhà cũ, chứ không thì sẽ trở về ngôi nhà cũ. Dạ, nhân cái câu hỏi của Thi Lâm và con xin post cái câu này, là bữa con học bây giờ của huynh Kinh Milanda. Dạ, bạch ngài, theo như cái bài học của tụi con học á, là huynh đưa lên là văn nít sayara bằng mà cái chữ ra băng này là ngài, là có phải là sắc ý vật không ngài, hay là phải là văn nít sayaru băng, và ngài chỉ dạy dùm cho con. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự cái câu này là nó nằm trong bộ duyên hệ, nằm trong bộ duyên hệ mà nó ở trong cái nít sự giá bạch chư giá thì vậy. Bây giờ chờ tôi về phút chúng tôi coi lại, tôi coi đúng là trong chúng ta nhớ đúng rồi không? Đúng rồi đó. Cầu văn ru băng nít sa giá má nô tha tụ chạ má nô viên gia ná tha tụ chạ quách tanh tị tăng ru băng má nô tha tụ gia chạ má nô viên gia ná tha tụ gia tăng sấm bà vô ta nành chạ thăm ma năng nít sa dê ná nít sa giá bạch chạ dê ná bạch chạ vô. Câu này trong cái một trong mười mấy cái câu mà của cái nít sa giá bạch chạ giá đó, tức là ba cái tâm gọi là ý và ý giới và 72 cái tâm gọi là ý thức giới ha, và tất cả cái tâm sở đi theo nó, nương nhờ vào quách thụ đài. Quách thụ đài, nương nhờ vào quách thụ đài, tức là nương vào cái quách thụ nào đó để phát sanh, tức là nương nhờ cái sắc nào để phát sanh, thì sắc đó bên bạch trai để cho mấy cái tâm đó, sắc đó gọi là hạch thị giá quách thụ, rồi sắc y vật hạch thị giá quách thụ, tức là sắc y vật. Thì câu này trong cái phẩm mà bạch thà ná, thành ra cái sắc y vật này đó có rất nhiều cái sự bàn cãi trong các người học di diệu pháp. Bởi vì cái sắc y vật này, nếu quý vị đọc trong cái tham mát sẵn ni đó, tham mát sẵn ni mà nói về sắc pháp đó, thì không có cái sắc y vật, mà người ta tìm thấy cái sắc y vật này chỉ ở trong khâm phi bạch thả ná mà thôi, khâm phi bạch thả ná mà thôi đó. Thì trong tham mát sẵn ni đó thì đề cập tới 27 cái sắc thôi, không có sắc y vật. Nhưng mà tới chừng qua tới cái hầm bạch thả ná này mới có cái sắc y vật, thành 28 sắc pháp đại vậy đó. Thì cái câu này là không phải tiếp thâu, mà ba tâm tiếp thâu và 72 tâm gì đó, tất cả các tâm mà nó không có nương nhờ vào sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh lưỡi, thần kinh thân á, thì tất cả các tâm còn lại đều nương vào sắc y vật sắc y vật. Nhưng mà những cái tâm còn lại này nương sắc y vật mà nương một cách tương đối thôi. Tại tất cả những cái tâm còn lại đó, nếu mà nó phát sanh ở cõi vô sắc thì nó không có nương vào sắc y vật được. Nó không cần nương, nó cũng có thể phát sanh được. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân ngài.
Vậy là cái chữ của nó là gần Nisaya băng là đúng phải không bạch ngài? Còn ra băng là không đúng phải không bạch ngài? Và tại vì tụi con còn phải học lại á. Và con kính nhân bích đến ngài, ngài nói rõ hơn giùm con một chút ạ. Nam mô Bích Tha giá. Hay cho là ru băng chứ không phải ra băng, ru bạ là sắc pháp đó. Là lộn cái quý pháp. Lộn quý pháp thành ra nó gọi là ru băng chứ không phải là ra băng. Nhưng mà ra băng thì thôi chứ thì đó là không đúng rồi đó. Ha. Dân ru băng đích sẽ giá má nô tha tụ gia má nô huyên gia ná tha tụ gia ru băng là mô bích thai giá. Dạ, sa thú sa thú, con thành kính tri ân ngài. Vậy là con đã hiểu được rồi. Dạ, con rất là tri ân ngài. Và Độc Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị cũng như cũng như mời những câu chết chát à. Nam mô Bích Tha giá. Thích Trần Đạo ơi, Trần Đạo có thể làm thị giả cho ngài được không? Có câu hỏi không Trần Đạo? Cho Độc Quỳnh một tín hiệu đi Trần Đạo ơi. Dạ, hôm nay trong đạo tràng đắt hết rồi bạch ngài. Dạ, ai cũng không rõ nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn hết rồi, không ai có câu hỏi hết. Con với Nguyên Như với vậy được à, đúng rồi, lúc nãy là Quỳnh thấy à, và Nguyên Như nha. Và rồi Nguyên Như mà bớt ở ngoài chưa, đỡ bít giùm là Quỳnh một chút đi nha. Mà Nguyên Như nói bút thời giá. Dạ bạch ngài, con không thấy ai hỏi thì Nguyên Như hỏi tiếp. Dạ con có một cái câu hỏi con thắc mắc thì về cái chế định, về cái phương hướng chế định đó bạch ngài. Thì con đọc con thấy nó có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc và hướng trên, hướng dưới. Mà Nguyên Như có thắc mắc một chỗ, thí dụ như mình chạy xe ở ngoài đường á thì người ta hỏi bây giờ đi đâu thì mình mới kêu là quẹo bên phải hay là quẹo bên trái, nhưng mà cái đó thì không được gọi là phương hướng chế định phải không ngài? Tụi con không có thấy chỗ nào nói là phải hay trái hết, mà ta lại nói đó là định vị. Nhưng mà nếu định vị á, giống như mình đi vô một cái tiệm á, mình ta hỏi đồ á, thì đồ để bên nào thì mình nói là bên tay phải hay bên tay trái thì mới nói là định vị. Còn nếu mà mình chạy trên đường á mà về quẹo tay mặt hay về tay thì đối với con lại là phương hướng. Con nghĩ vậy có đúng không bạch ngài? Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quẹo phải, quẹo trái hay quẹo đông tây nam bắc thì vẫn là phương hướng chế định đó đó. Chứ nhưng mà người ta chia ra những cái hướng lớn mà thôi, 10 hướng lớn đó. Ví dụ nam, đông nam, rồi hướng tây, rồi tây bắc thì này kia, hướng trên, hướng dưới đó. Là cái đó những hướng lớn mà thôi, còn những cái hướng nhỏ đấy. Nhưng mà nếu mà cái về cái chế định đó, nếu mà tính ra tất cả mà nó chi tiết nó tới 17 loại khác nhau. 7 loại khác nhau, nếu mà quý vị học mà sau này mọi người học liên quan tới bạch thả ná đó thì họ mới chia đó nó mới nhiều, nó tới 17 loại khác nhau đằng chứ không phải là 7 hay 8 loại giống như trong cái quyển mà Phán Pháp Thập Biểu Luận ha. Trong kia nó nhiều chuyện lắm, tới 17 18 loại khác nhau đằng ha. Nghĩa là nó chi tiết ra, nghĩa là cà xì ná chế định, rồi có những cái chế định mà mình rất ít nghe ngoài, rất ít nghe ngoài, nhưng mà khi mà học tới cái đó thì sẽ thấy rất là nhiều. Còn cái chánh của nó là 10 hướng, nhưng mà ở ngoài đó mình ta hỏi đi ngã nào này kia cũng thuộc về phương hướng chế định, nhưng mà nó là những cái chi tiết nhỏ mà thôi, nó không có kể ra. Nhưng mà phải hiểu đó vẫn là phương hướng chế định như thường. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con xin kính tri ân câu trả lời của ngài ạ. Dạ bạch ngài Nguyên Như, trong thời gian chờ chư vị đặt câu hỏi, dạ con có một câu hỏi tiếp nữa là trong thời gian mà
có lớp của con và lớp của Ngài Trí Đức chúng ta đây có một cái lớp vi diệu pháp diễn ra, thì có nhiều vị có nhắn tin với con là các vị học rất là khó, giống như đọc vô là đã nhức đầu chóng mặt rồi, những cái từ nó rất là khó, mà không có phải là khó trong đời này nữa, cũng có thể là từ nhiều dòng luân hồi là chưa từng nghe, và người ta rất là sợ cái môn này mà giống như là rất là nhức đầu bạch ngài, thành ra người ta nghe người ta sợ lắm. Có nhiều vị là đến cái ngày mà lớp vi diệu pháp họ không có dám vô lớp luôn bạch ngài, thì con có thể nói như thế nào để người ta đỡ sợ mà người ta vẫn có thể học được không bạch ngài? Tại vì con muốn tất cả các quý vị, con cũng có lòng mong mỏi là quý vị đều có thể học được hết, ngay cả trong lớp không học được thì vẫn lên online. Tại vì con biết Thi Lâm có thâu lại tất cả các bài trên Facebook đó bạch ngài, nhưng mà con mấy vị BM cho con là rất là sợ, mỗi lần mở ra là chóng mặt bạch ngài, thì làm sao có thể giải quyết được cái vấn đề nan giải đó bạch ngài? Dạ con xin mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư vị, thì vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà nan nan thì bắt đầu nản. Bây giờ ta nhớ đó là ăn thua cái người mà dạy á, thường thường mấy cái lớp đầu hoặc mấy cái ngày đầu đó ở bên Thái, bên Ấn Điện người ta không có dạy nhiều đâu, người ta dạy rất ít. Ví dụ ngày đầu thường bên Thái hồi chúng tôi học cũng vậy, nếu mà dạy nhiều á, dạy mà vô làm cho nó nhanh đó, thì chúng tôi là chắc là rớt đài lâu rồi, bởi vì chúng tôi qua là nói tiếng Thái nghĩa là múa đó, chứ đâu có biết nhiều đâu. Vừa nói vừa cà lâm này kêu mà phải đọc Bali rồi là bên đó họ rất là tâm lý, nghĩa là mấy tuần, một hai tuần lễ đầu rất là chậm, nhiều khi ngày vô đọc hai tâm đâu mà bắt mọi người lên đọc, ví dụ như hai tâm tham để hợp thổi hợp tà đó, sổ mình nát xạ xạ gá tăng điếp thị gá tà sẩm mà vô tăng à sẵn cả đi căng. Nó là dịch ra tiếng Việt là tâm tham thọ hỷ hợp tài vô chợ, nói theo người Hà Nội đó là tâm tham thọ hỷ hợp tài vô chợ luôn, chứ không phải là vô làm lần 8 tâm 10 tâm 12 tâm họ chạy là phải. Với cái môn này không phải đối với người Việt Nam mình, đối với tất cả mọi người nó đều là cái môn rất là mới và khó học, bởi vì nó vi tế ghê lắm. Rồi chừng nào quen cái cách đọc rồi đó thì lúc đó người ta mới nhanh. Mà lên quý vị nên nhớ, quý vị vô mới vô đầu đừng bao giờ nghĩ âm dài âm ngắn hết á, đọc nguyên chữ từng chữ thôi, đọc nguyên chữ từng chữ thôi. Ví dụ sổ manát xạ xạ hà gá tăng đếp thị gá tạ sẩm bà vô tăng à sẵn khả đi căng, chứ đừng có bao giờ mà phải cái nào là âm ngắn thì đọc nhanh, âm dài đọc chậm, cái đó không có nên. Nó không bao giờ tính chuyện đối với cái người mới mà họ bắt họ đọc cho phải đúng giọng, phải ngắt chỗ này là chỗ ngắt chỗ kia, là bảo đảm cái gì là họ chạy nhà ngủ khỏe hơn đó. Thành ra mình ăn thua cái người dạy lúc đầu đó, thí dụ những cái tâm đầu tiên thì đó chạy chậm chút, cho tới khi nào họ đọc đầu quen đó thì cái chơi sổ mà nó xạ thả cái tăng đó, nó gặp từ trên xuống dưới trong ngoài đó. Thí dụ tâm thiện thì cũng sổ mà nó xạ cái tăng nó chỉ khác nhau nha ná sẩm mà vô tăng hay quyết bài vô tăng thôi, chứ nó không có khác nhiều. Nó quen ở trên là xuống dưới nó mới lần lần nha, chứ còn thành ra ăn thua cái người dạy nhiều hơn, chứ không ăn thua cái người học là họ chỉ theo thôi, nhưng mà họ theo không kịp thì họ nản, thì họ nghĩ chứ không có gì đó. Thành ra những cái pháp mà khó khăn vậy đó, quý vị nên học, cái người dạy nên dạy chậm, và khi quý vị học á nên đọc từng chữ, giống như chúng ta nói đừng á, phải đọc cho nó nguyên câu hay là nó dài âm dài mới ngừng, âm ngắn không được ngừng, không có nên. Ví dụ như chỉ xạ cho nó âm ngắn là sổ mà nó xạ là cái sổ mà nó xạ, rồi xạ hạ gá tăng đó, chứ đừng bao giờ sổ mà nó xạ xạ chi vậy. Thấy không, phát về nó khó anh ta nản, anh ta bỏ chạy là phải rồi. Anh ta bàn lại cái cách mà của cái gì vô mà dạy quý vị đó, quý vị chỉ cho quý vị bàn cái cách học mới, học sao cái vừa phải, đọc từng chữ, viết là từng chữ chứ không có được viết nhiều đó, mà viết mà đó. Ví dụ như cái chữ này nè, u bê khả xà hạ gá tăng
rồi cô sa lá quý ba căn sảnh ti ra ná chìa tăng vậy nó không có dễ không mà làm cho một đàn. Cái chữ này chữ nó khó với mình chứ đâu phải là chữ ấy chứ, chứ đâu có đâu phải dễ đâu ha. Đọc từng chữ đi đó. Rồi quan sát thọ quả thiện vô nhân, đọc từng chữ. Sổ mà nó xạ xạ hà gá tăng cụ xà lá quý ba căn sảnh ti ra ná chìa tăng đó. Đọc như vậy ta mới có lý do người ta dễ nhớ, ta dễ đọc, chứ còn bắt làm một tràng số nó sẽ răng cù sẽ lá ba căn sẵn ti lá chỉ tăng cái đó để cho cái dân pro nó đọc. Mình thuộc loại là không phải dân pro mà thành ra mình đọc sao mình đọc cho từng chữ thôi, nó không có sai gì đó. Người đọc từng chữ không có sai gì hết chứ còn ví dụ như ngày xưa mà quý vị biết cái bài thăm á chắc cặp nó quá tình á sụt thực tả đó, nó dài. Bình thường mình đọc không quen, mình đọc ngắn ngắn từng chữ đó, mình đọc cả gần 40 phút á, 40 phút một bài kinh đó thôi đó. Bây giờ chúng tôi đọc chỉ có 8 phút thôi đó, nên là làm một tràng luôn. chừng nào ngộp thì nghỉ thở một chút vậy thôi, chứ còn nếu mà học cái kiểu này phải nguyên câu vậy là không có nên. Mà kể cả bất cứ cái gì vậy đó, ngay cả những chữ Bali nào mới đó, quý vị đọc từng chữ thì nó không có sai đâu, bảo đảm quý vị không có sai. Chứ còn cái thứ mà đọc chưa rành mà ngân nga rồi này kia để chứng tỏ rằng mình là thứ thiệt đó, là cái đó mới là sai. Đọc từng chữ không có sai, lúc nào cũng đọc từng chữ đi. Rồi sau này mình thuộc lòng rồi đó, mình học thêm Bali chút chút rồi đó, rồi mình mới bắt đầu mà cái chỗ nào nên ngân, chỗ nào không nên ngân, cái đó là chuyện tính sau, chuyện người lớn. Còn mình là giờ là con nít học ABC, tập đánh dần, tập ráp chữ, chứ đừng bây giờ là làm văn mà khi mới học mẫu giáo chưa được tới lớp 3 được làm mà rồi làm văn làm luận rồi này kia mệt lắm ha. Đọc từng chữ đi rồi nó dễ cho nó gì khó đó. Nam mô Bích Thai á. Dạ Nam mô Bích Thai giá, nguyên như xin kính tri ân câu trả lời của ngài ạ. Rất là hay, tự vì tụi con học xong là muốn nín thở luôn bạch ngài. Quỳnh Kinh cũng khó lắm, đọc chật là bị la liền. Dạ cô Nhật Quỳnh mà còn thiếu nại. Dạ mà tụi con vẫn cũng cố gắng, tự vì Thi Lâm cũng có những cái bài thâu lại đó để trên Facebook, thành ra tụi con cũng quay trở lại học ạ. Dạ bây giờ xin mời chư vị có câu hỏi nào thì Quỳnh Như sẽ đọc lên cho chư vị ạ. Cô Lập Quỳnh có thắc mắc gì trường học không cô Lập Quỳnh? Bây giờ mình chỉ còn có khoảng nửa tiếng quý báu nữa thôi. Dạ, con xin mời cô ạ. Nguyên Như không hỏi à, Lập Quỳnh hỏi. Dạ, kính mời đạo tràng. Nếu vị nào có câu hỏi thì đưa bàn tay lên. Và có câu chết chát thì Độc Quỳnh xin nhường mic và xin đọc để không có mất thời gian của đạo tràng. Dạ con xin phép ngài cho con trả lời tri ân 30 giây thôi bạch ngài. Dạ rồi con sẽ có câu hỏi. Dạ tri ân ơi, ở cái rơm Phật giáo năm truyền này nè, thì vào mỗi thứ sáu ở Việt Nam, Độc Quỳnh nói theo Việt Nam nè, tại ngài Trí Đức ở Việt Nam thì nói Việt Nam đi. Mỗi thứ sáu Việt Nam từ 4 giờ rưỡi tới 7 giờ là giờ của Vinh Kinh dạy về diệu pháp sơ cấp đó. Dạ thì nếu tri ân hoan hỷ thì vào học. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ bạch ngài, cho con hỏi lấy giờ Việt Nam đừng chứng đi, tại ngày ở Việt Nam thì cứ lấy giờ Việt Nam đi, với lại là Vinh cũng không có rành giờ nước ngoài lắm đâu. Ví dụ ở Cali rồi ở Hilton, ở ngay chỗ gì đó, chỗ Nguyên Như đang ở đó, đại khái là mỗi chỗ mỗi giờ mà nói thì cứ canh giờ Việt Nam thì là Quỳnh biết, chứ còn không là Quỳnh không biết. Dạ con tri ân ngài, đây con bó cái câu này ra cho đạo tràng. Dạ ngài Liệu Tâm vừa cho một cái câu để chắc là gì diệu pháp ở đây là đọc Quỳnh đưa ra cho quý vị để quý vị tham khảo ha. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con có câu hỏi bạch ngài là ví dụ như con nghe một buổi giảng
Thì có một vị đó nói như thế này, là thời Đức Phật á, là Ngài đi hoằng pháp ở một cái xứ nào, ví dụ như là một cái tiểu bang, thì nói tiếng đó thì coi Ngài sẽ nói tiếng đó, chứ không phải là nói tiếng Bali, không có phải giảng bằng tiếng Bali mà nói bằng cái tiếng địa phương. Và bạch Ngài, con nhớ hình như á, nhà cái này là cái trí nhớ con không có tốt đâu, nhưng mà con nhớ hình như là không phải như vậy, phải không Ngài? Dù Ngài đi tới chỗ nào thì Ngài cũng, Đức Thế Tôn cũng giảng kinh bằng tiếng Bali, phải không bạch Ngài? Dạ con kính chắn với tính Ngài. Nằm Sài Gòn cười, dạ con kính nhân bích đích Ngài. Câu hỏi của con là thời Đức Phật đi hoằng pháp là mỗi địa phương Ngài nói theo tiếng địa phương hay là nói bằng tiếng Bali? Dạ con kính nhân bích đích Ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch Chư Tôn này, dạ cái địa chỉ mà chúng tôi cho quý vị đó, quý vị nào muốn học kinh học gì đó lên đó nghe, người da trắng người Mỹ da trắng tụng đàng hoàng, để có họ tụng sao để cho quý vị biết. chứ không phải như mình mà ráng mà ẹo qua ẹo lại tụng cho hay giấy, không có đâu. Lên nghe thử biết đi, người Mỹ đàng hoàng chứ không phải là người da vàng như mình hay từng đi học, không có đâu. Đó, bài kinh mỗi bộ đoạn rất ngắn ngắn nè, dạy lên thì quý vị nghe thử rồi biết ha. Đức Phật đó, hoặc là những cái vị mà đi hoằng pháp đầu tiên đó, thường cái dùng đó gọi là trong 16 cái thỉnh bang mà của Ấn Độ vào thời Đức Phật đó, đa số là nói tiếng Marathi, tức là tiếng Bali đó, chứ không có phải là nói tiếng gì khác đó. Còn sau này thì có một số đi chỗ khác thì có thể ấy, nhưng mà tiếng Bali vẫn là tiếng chánh ha. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, chúng tôi cho cái thí dụ và để quý vị hiểu là Đức Phật khi mà thuyết, mục đích cho người nào Ngài nói tiếng gì người đó cũng hiểu được hết là như vậy nè. Quý vị thấy trong Liên Hợp Quốc đó ha, mỗi người vô trong phòng họp rồi để cái ống nghe lỗ tai mình, rồi cái ông thuyết trình, ông thuyết trình cái tiếng gì kệ ổng, nhưng mà nó vô lỗ tai mà là nó vô ngôn ngữ mình hiểu đó. Thì Đức Phật ngày xưa Ngài thuyết pháp cũng vậy đó, nhiều khi trong cái nguyên cái đám bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu từ ngồi đó, Ngài chỉ thuyết cho người nào có đủ khả năng thôi, thì Ngài nói cái tiếng gì đó thì mình không cần nghe đâu, nhưng mà cái người đó nghe mà người ta hiểu được cái lời, cái bài kinh Ngài dạy như thế nào, người ta nghe, hiểu xong người ta đắc, còn mấy người kia có nghe cũng không có đắc là vậy đó ha. Thì chúng ta thí dụ cái đó cho thấy đó, nó có một cái mình nói bây giờ là cái máy mà nó translate đó, nhưng mà Ngài có cái thần thông của Đức Phật nó khác. Thần thông của Phật nói chỉ cho người đó nghe hiểu cái điều đó mà thôi, thì cũng giống như được translate automatic rồi à. Mà mấy cái đó chỉ có những cái bậc mà tứ vô Ngài giải là có thể họ làm được thôi, chứ còn cỡ như mình nói không được đâu. Có hy vọng mình mà cái gì với ngay cái tiếng Việt như vậy đó, người Việt Nam mình được gọi con rồng, rồng ăn nam là vậy đó, đầu rồng khác mà lưng rồng khác, đuôi rồng khác, nó khác chỗ nào. Người Bắc đó, thường nói tiếng gì nó cũng đớt chữ đầu đó, ví dụ như là trời ơi thì đọc là trời ơi, mà dược sư thì đọc là dược sư là vậy đó. Còn người mà người Trung thì nó nói đớt cái dần giữa, ví dụ như là Quảng Nam này đọc một quấn em ha, còn đàn bà đọc ra đèn bò gì đó. Còn người miền Nam là luôn luôn đớt dần cuối nha, đó là cái đặc tính đặc biệt của người Việt Nam đó. Nhưng mà khi mà mình họp chung nhau mình nói chuyện mình vẫn hiểu được nhau như thường, chứ làm sao không hiểu được đó. Thành ra mỗi người đớp một cái ấy vậy đó, nhưng mà nói ra là nghe là vẫn hiểu nhau như được, bởi vì cái ngôn ngữ đó là vẫn hiểu nhau từ dầu rằng nó có thể nó khác dần đầu dần đuôi dần giữa vậy, cái chuyện nó không quan trọng. Thì cái ngược lại cũng vậy, các bậc mà xưa đi đó là cái vùng đầu tiên mãi là cái vùng đó nói tiếng thi hết, thành ra cái là lúc đầu nó dễ, lúc sau này nó mới khó, là tại vì nó động rộng hơn. Ví dụ như ngày Cạch Chay Giá Ná, ngày đi qua tới Miến Điện đó, cái nơi mà Đức Phật hỏi qua nó chửi sao, Ngài nói nó chửi tấu hơn, nó quánh, nó quánh sao, nó quánh tấu lại như vậy. Thành ra đi qua đó nó bắt đầu ấy ha. Nhưng mà sau này những người đó họ cũng thẩm thấu vào những cái loại ngôn ngữ đó,
Thành ra người giàu rằng người cũng đều có đọc sai, đọc khác giọng với mấy nước khác. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó là cái dần ngắn dần dài nó dần trúng nhau như thường. Nó có một số cái âm nó không có thì nó đọc phải khác thôi. Đó. Ví dụ như là chữ A của mình, đó, mình đọc theo Roman A thì Miếng Điện nó đọc chữ A không được. Đọc thành chữ Y hết á. Thành ra nên chữ S nó không có đọc thành chữ T hết. Ví dụ như quý vị là đọc mấy ông đọc nè, bút bút thăng xà năng gác chà mí thì với ông đọc dạng được, mà bút đăng tạ ra năng gít chà mí đó, đó là người Miếng Điện. Mà người Mon á thì cái chữ dần ý họ không có, mà thành dần ói hết á. Chúng tôi qua đó rồi đi đi mà nghe mong trời giới giới cười chết chết luôn á. Ví dụ như là bút bút đăng tạ ra năm gít chà mói á, mà mình ngồi nghe qua cười cười cũng được. Hoặc là miên đó thì cái cuồng xà la mà thăm mía đó, thành ra mà cái chữ đó mình ở Thái đó, thăm là làm, mía là vợ, tức là thăm mía tức là làm vợ. Mình qua mình nghe cuồng xà la mà thăm mía là ngồi lo mà cười thôi, nín không có được. Nhưng mà cái hay của cái ngôn ngữ của Đức Phật đó là giàu rằng có ớt, một số đề có gì đi nữa rồi gặp nhau nói chuyện vẫn hiểu nhau như thường, tụng kinh vẫn tụng y chang nhau được. Giàu rằng những cái danh từ đó lâu người ngồi nào lắng nghe nghe mới biết nó sai thôi. Nên cái quan trọng mình là làm thế nào mình đọc cho nó trúng giọng. Giàu rằng mình không cần âm dài ngắn, đọc tao đọc từng chữ là người ta cũng hiểu à. Đâu có về giống như tôi nói đó, chứ đừng có mới vô mà ngày đầu tiên mà phải về thì tôi bỏ chạy hết chứ sao, phải không? Thành ra quan trọng là bây giờ cứ nói thẳng là cho dài đọc từng chữ đi, rồi sau này sửa lại không chừng. Mà cái quan trọng ngôn ngữ là mình phải học nói trước, chứ không bao giờ học văn phạm trước, quý vị là nhớ. Con nít đó, mà quý vị dạy, quý vị có dạy để văn phạm không? Dạy nó học nói trước. Khi nó nói xong rồi sau này vô nó học trong trường học, tiểu học này kia, nó đầu học từ từ văn phạm nó học ra lên. Chứ không bao giờ nấy đó. Thành ra vậy nào đi tị nạn từ năm 75 này mới có kinh nghiệm đó. Người lớn học rồi này, nói cà lâm múa rồi này kia, chứ con nít nó nghe xong rồi nhớ từ đầu đuôi chẳng biết hỏi gì đó. Hay nó gặp Mỹ là hello, how you, fine, thank you, nó làm một cạn luôn. Nhưng mà sau này nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn mình. Còn mình á, nó lựa từng câu từng chữ này kia, đọc vừa rặn ra. Người ta nghe tao hiểu mà càng đọc càng dở là vậy đó. Thành ra đừng có coi cái chuyện lúc đầu tiên mình học mình cứ đọc từng chữ đi, nó không có, đừng có sợ nó sai vậy đó. Từ từ nó dạng lên là sẽ bảo đảm sau này mới giỏi được ha. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú đành thay, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Con thấy trong đạo tràng cũng hoan hỷ với ngài, lời giảng dạy của ngài. Và con thấy câu hỏi của học quanh đây, con xin bớt ra để con đọc ạ. Con thấy nhiều vị đọc kinh Tâm Bảo hay sinh giới cứ ráng cho đến trường âm mới nghỉ, dù là trường âm là âm đầu hay âm giữa của chữ, làm ngắt chữ ra rất là khó hiểu. Như vậy có đúng không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đó là người ta đọc giỏi, nâng ngưng, đừng biết cách ta theo ta nói được. Chứ mà còn nếu mà đọc theo cái kiểu mà mình mới học là đọc như vậy thì không có được. Mình cứ đọc từng chữ đi. Ví dụ giờ mình nói xin giới vậy, hiểu nè. Ba na tỷ ba ta về ramani sikha ba đăng samadhi ya mi, đọc từng chữ vậy đó, không ai nói mình đó mà trúng. Chứ còn mình làm giống như mình hay rồi mình đọc cho một tràng mà mình ngắt âm mà nó không đúng là chữ đó nó thành chữ khác liền, nó rất là nguy hiểm. Tại sao mình không đọc đầu tiên vậy cho tới thuộc rồi mình mới bắt đầu mình luyện cái giọng cho đọc cho nó liền nó hay. Còn bây giờ mình đọc chưa được cái chữ đó, mình chưa rành rồi sao mình lấy được. Là nó phải đọc từng chữ đi, nói thẳng là chưa có rành hay chưa có giỏi, đọc xin đọc từng chữ. Người ta cho như thế nào cho mình lật sách ra mình đọc từng chữ cho tới xong thôi. Rồi sau này đó mình đọc riết quen rồi mới tăng dần cái vận tốc nó lên. Rồi sau này rồi mình cũng đọc giống như họ được. Chứ còn bây giờ mình chưa thuộc mà mình còn phải đánh dần để mình đọc, rồi làm sao mình nói mình đọc giống người ta được.
Thành ra không sao, mình không biết cách ngắt mà mình ngắt nó mới hư. Còn người ta đọc quen là người ta biết cách chỗ nào ta ngắt, ta lấy hơi ngắn dài rồi có cách hết á. Còn mình là đọc từng chữ đó. Ví dụ như không có những cái chữ mà ông ngắn là phải đọc luôn, đọc nguyên chữ đó. Chứ còn khi nào ông dài mà mình đọc dài mình muốn ngưng thì nên ngưng chỗ đó. Còn nếu mà cái ông từng ông ngắn, ông ngắn là mình đọc từng chữ vậy thôi, chứ không có cần phải ngắt gì đó. Mình đọc từng chữ mình đâu có phải tốn nhiều hơi sức đâu, mà mình phải phải ngừng máy cho nó lâu, thấy không? Đọc từng chữ đi đó, không ai rầy đó. Bởi vì cái tin chúng tôi đi học cái gì, bất cứ cái gì cũng vậy, đọc từng chữ đó cho tới khi nào thuộc rồi đó thì mình bắt đầu mình tăng cái tốc độ cho nó nhanh lên. Mà tăng tốc độ nhanh lúc đó mình mới đo lường được cái câu đó mình nên đọc hai hơi hay một hơi hay ba hơi. Nếu ba hơi thì ngưng chỗ nào, mà hai hơi ngưng chỗ nào, lúc đó là cái chuyện quay cho con gì sao, thấy không? Còn bây giờ mình cứ đọc từng chữ đi, thật không sợ đứt hơi mất hơi gì cả. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, con thấy học online đó thì con kính tri ân ngài rồi. Dạ, sa thú câu hỏi của học online. Dạ, học online ơi, hôm nào học online cầm mic đi tụng kinh sinh giới đi cho Lộc Quỳnh học nha. Dạ, Lộc Quỳnh thì cũng ba chớp ba sáng lắm. Dạ, kính mời học online hôm nào lên sinh giới tụng kinh đi để cho Nhật Quỳnh học cũng như trong đạo tràng học nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Lộc Quỳnh một lần nữa kính mời đạo tràng. Dạ, mời những bàn tay và mời những câu hỏi à. Niệm Từ ơi, có câu hỏi không? Niệm Từ, Thích Trần Đạo, chị Metta, dạ, vị nào còn câu hỏi không? Phạm Vượng, bữa nay có câu hỏi không? Tội nghiệp Phạm Vượng thì thôi, không cầm mic được để hỏi. À, thầy dùng cái online mới không biết đường. Sài Gòn có câu hỏi không? Sài Gòn để Lộc Quỳnh hỏi hoài, Nguyên Như hỏi hoài kỳ lắm nè. Dạ, đạo tràng sẽ mất quyền lợi á, tại cái đầu của Lộc Quỳnh thì nó hơi nhiều tàu hũ một chút, nên nó là hỏi hoài là đạo tràng mất quyền lợi. Những vị có câu hỏi nào hay hay thì đưa lên đi. Sài Gòn cười cái gì, đưa câu hỏi lên đi. Một là mà sợ ồn nhà thì chắc lên đi, Lộc Quỳnh xung phong đọc cho, cười gì nữa, có sao nói vậy mà, đâu có gì đâu, không, nói thật sự lòng luôn, nha, yeah. Mình biết mình ở đâu mà Sài Gòn, à, mời hoài không được, con hỏi tiếp. Dạ, bạch ngài, bữa con học câu Pháp Cú Kinh số 76, nói mà một vị Bà La Môn mà 80 tuổi rồi mới xuất gia, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất cho vị này xuất gia mà mặc dù ngài 80 tuổi rồi nhưng mà ngài rất là dễ dạy, nên sau này thì ngài đã chứng ngài quả A La Hán. Con cung thỉnh ngài, ngài giảng dạy cho con hiểu thêm về chữ người dễ dạy. Ô, thấy có câu hỏi rồi hả? Thấy câu hỏi không? Dạ thôi vậy con ngưng câu hỏi, con lại câu hỏi của Tri Ân à. Thưa ngài, có phải một hành động nào về thân khẩu ý đều có tạo nghiệp hay chăng? Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính nhân Bích Đinh. Nam mô Bích Tha kinh bạch cho tao hè giả kinh thưa cho quý vị. Cô Hoàng Ngọc Dẫn Đông này lâu lâu vô rung cái ngồi cười móm chi không à? Cười cho thấy răng chút rồi để ta biết rồi không có bị móm. Thật sự ra đó mà không biết hành động thân khẩu ý nào có tạo nghiệp hay không, nó phải xuống đủ động tốc là bảy động tốc, nhưng mà đa số là phải nói là tới 99% là đủ bảy, chứ không nói thế nào đó đủ bảy. Thành ra những cái hành động thân khẩu ý nào nó đều tạo nghiệp hết á. Thành ra chúng tôi mới từng khuyên quý vị đó, mình trước khi làm, trước khi nói, trước khi suy nghĩ đều phải có sự suy nghĩ đó. Mình suy nghĩ để làm gì? Ví dụ mình muốn nói phải suy nghĩ trước để xem cái lời nói đó, đó có nên nói hay không. Bởi vì cái khi mình chưa nói thì mình là chủ nhân cái lời nói đó, mình có thể nói hoặc sửa được. Nhưng mà khi mình nói ra rồi đó là chắc chắn một cái điều là mình đã là nô lệ cái lời nói đó liền.
bởi vì nó đã đủ rồi, nó đủ bao nhiêu tiền là để nó là nó đầy đủ cái nhân duyên để cho cái nghiệp nó sẽ cho quả gì sao. Nhưng mà cái hành động cho quả thường cho quả nhiều nhất là để động tác thứ hai tới thứ năm mà thôi. Động tác đầu tiên thì chỉ cho quả trong kiếp này, còn động tác thứ hai tới động tác thứ bảy thì cho quả kiếp sau, cái kiếp này. Khi tâm tử kiếp này phát sanh thì tất cả những hành động do động tác thứ nhất nó tạo ra đều là vô hiệu nghiệp hết. Tới tâm tử của cái kiếp kế này nó phát sanh lúc nào thì cái động tác thứ bảy của kiếp này được trở thành vô hiệu nghiệp. Chỉ có động tác thứ hai thứ năm là cho quả tới khi nào mình bà đi là ná mà thôi. Thành ra lúc nào cái hành động thằng ngồi ý đều có chắc chắn là phải tạo nghiệp rồi, nhưng mà nghiệp đó có cho quả hay không là tùy theo một số cái điều kiện khác. Nó một cái thai giá Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ sa thú con thấy tri ân, đã kính tri ân ngài rồi. Dạ con xin phép lại cái câu hỏi của Kim. Vị cay do thân thức biết hay do thiệt thức biết? Con xin cảm ơn và chúc sư luôn an vui. Dạ con kính dân mít đến ngài. Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân không biết được chi phi cai, là nhớ mỗi một cái sắc mà nó tiếp xúc với sắc thần kinh mắt, hay là những cái đối tượng mà nó tiếp xúc thần kinh mắt tai mà là mũi lưỡi thân á, thì nó chỉ nhận được có một chấm, nó không biết cái đó là cái gì. Thành ra cái phi cai đó biết là do ý thức biết chứ không phải, bởi vì nó phát sanh nhiều lần như vậy là nó đưa tới cái vị cai đó, thì cái chỉ có ý thức biết thôi chứ đầu ngủ không biết gì cả. Mình nhớ chuyện đó, đầu ngủ là không biết gì cả. Thành ra những cái chế định, vị cai là một loại chế định diễn tả cái trạng thái đó, thì cái vị cai đó thần tứ ý thức biết chứ đầu ngủ không có biết nha. Vì là nhớ chuyện đó thì đừng có hiểu sai mấy cái chuyện khác, đừng hiểu sai. Chứ còn cứ nghĩ là mắt là thấy người, thấy cô đó đẹp rồi này kia xùm, cái đó là nghĩ tào lao thì đúng, chứ nghĩ thiệt không có đúng. Bởi vì khi thấy thành người tức là do cái ý thức lộ ý nó biết. Chứ còn cái lộ ấy là nó chỉ nhận được một chấm trong cái mình gọi là sắc cảnh sắc, nó chỉ là một chấm mà thôi. Nó phát sanh hàng tỷ tỷ cái lỗ vậy, nó là nhiều chấm mới thành mặt người, thì mặt người đó là lỗ ý biết chứ không phải là do lỗ ngủ phát sanh không biết gì cả. Nam Mô Bích Thầy á. À, sa thú con thành kính tri ân ngài và cũng kính cảm ơn câu hỏi của Xích Kim. Mà nhưng mà Xích Kim bây giờ có còn thắc mắc không? Theo câu trả lời của ngài còn thắc mắc không? Dạ, Xích Kim đâu rồi? Còn ở trước máy không? Còn thắc mắc điều chi không? Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, con thấy là Xích Kim không rồi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Xích Kim. Dạ, đưa lên hai câu thì ngài trả lời câu thứ ba rất là xa thú. Dạ, con chưa có thấy câu hỏi. Dạ, con tiếp tục hỏi câu hỏi của con. Quý vị nào đưa câu hỏi lên đi, tại vì theo đồng hồ Độc Quỳnh còn có 5 phút thôi. Dạ, để Độc Quỳnh mà hỏi câu này là quý vị sẽ mất quyền lợi đó nha. Dạ, con dạ, Thượng Tọa Thanh Tâm có câu hỏi không bạch sư? Dạ, có câu hỏi thì con cung thỉnh bàn tay của sư à. Dạ, bạch Thượng Tọa Thanh Tâm có nghe được âm thanh con không? Rồi, sư em ru, không biết sư có nghe được không? Dạ, thôi thì con hỏi. Dạ, dạ bạch ngài con hỏi tiếp tục cái bài. Dạ chưa thì chờ một chút, con thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Dạ. Dạ, bạch ngài là câu hỏi của con là câu pháp của kinh số 76 đó.
nói vì một vị Bà La Môn ra thá đó, 80 tuổi mới xuất gia, và ngài Xá Lợi Phật á, nói với Đức Thế Tôn là cái vị này rất là dễ dạy, mặc dù là lớn tuổi, nhưng mà con muốn ngài chỉ dạy về con, cho con hiểu thêm cái câu dễ dạy. Tại vì người đời người ta nói mình dễ dạy là mình ngu, dạ. Nên ra con muốn ngài giảng dạy thêm cho con hiểu thêm cái người dễ dạy như thế nào, và cái người ngu mà ai nói sao nghe vậy là như thế nào. Thiệt gì đó, đó Sài Gòn có cái câu đó đó. Dạ con kính nhân bích đến ngài, Nam Mô Bụt Tha. Nam Mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn hèn, dạ kính thưa chư quý vị. Dễ dạy đây là dạy theo cái điều mà cái vị tỳ kheo mới tu trong vòng 5 năm mới học. Thí dụ như là vi khu ni, vi khu, vi phân, vi khu ni, vi phân, tức là giới bổn này kia, ông chồng biểu học, và ngồi cấm đầu cấm cổ học. Rồi sau thời gian đó là chẳng cho một số cái điều kiện về pháp hành, thì biểu hành để cứ hành. Chứ không phải là cái lúc mà biểu hành thì đi học, biểu học thì đi hành, biểu rửa chén thì đi quét lát. Tới giờ đi triều binh thì không làm đi, rồi này kia ông chồng đó, cái đó là người khó dạy, còn người dễ dạy là làm theo cái điều mà các vị thầy tế độ chỉ cho. Nhưng mà mình nhớ ngài Sa Bồ Tát chắc chắn ngài không chỉ sai rồi, mà chỉ cái gì có khó đi nữa thì trưởng lão ra thá cũng làm theo chứ không ấy. Thí dụ như già giờ mà bắt ngồi thiền với quán này quán cái nọ này kia ông chồng, ngài vẫn ráng chịu cực kỳ khổ để làm theo lời của vị thầy tế độ mình dạy, chứ không phải giống như mình bây giờ ha. Bây giờ mà học xong rồi ông thầy biểu làm này ngồi cười cười, biểu làm kia ngồi cười cười, ông thầy dẫn qua đuổi đi thì ra lập chùa khác. Cái đó là khó dạy, là thái độ của người ngu. Bởi vì tại sao người ngu là luôn luôn làm những cái việc gì mình không có phát sinh lợi ích cho mình trong kiếp này, trong kiếp sau và trong kiếp sau sau nữa, thì cái đó được gọi là người ngu. Còn nếu mình nói theo chi pháp đó, thì trong phẩm nhị đề có câu Pala Thamma, các pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ngu. Thì cái người ngu đó đó, khi nào mà chúng bất cứ chúng sanh nào đi hai cẳng, bốn cẳng, trường, bò, lết gì đó, mà khi nào trong cái tâm, cái lộ trình tâm mình nó có trong một trong 12 đấng bất thiện, thì chúng sanh trong thời buổi đó, trong lúc đó được gọi là người ngu. Đó. Thành ra nếu mà mình học mà học không có đúng mức rồi ông nhân sư ông dạy ra mình dẫn ông á, tức là được gọi là người ngu nghe pháp. Mình ngồi thiền mà cái tâm mình nó phóng hoài, nó phóng nhớ tới ngoài kia có đồ sale rồi chút nữa mình xả thiền ra đi mua này kia ông xong, chứ không ở trong đối tượng của thiền đó được gọi là người ngu hành thiền đó. Đại khái là vấn đề, tất cả vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Thành ra cái người mà làm những cái việc gì mà có phát sinh tâm tự với trí tuệ thì được gọi là cái người đó, người có trí, biết cách làm việc. Còn ngược lại, nếu mà cái tâm người đó trong bất cứ lúc nào mà cái tâm là ác pháp thì cái người đó được gọi là người ngu, bởi vì cái lộ trình tâm nó ngu. Thành ra cái câu mà chúng tôi cũng xin nói đây cho quý vị hiểu, cái câu mà đầu tiên mà quý vị học là Xéo Na Chập Hà La Năng đó, thì không gần người ác là như thế nào. Thật sự mình nói là cái ông A, ông B, ông ác, tôi không gần ông. Nói cái đó không phải là lời dạy Đức Phật. Lời dạy Đức Phật là giống như chúng tôi nói nãy đó, khi nào tâm mình có pháp ác, tức lúc đó là người ngu, người ác. Thì làm sao cái đem cái pháp ngu, pháp ác đó ra khỏi lộ trình tâm mình, để cái đó, cái hành động đó được gọi là không gần người ác. Thành ra trong giáo pháp này, Đức Phật không gần người ác không phải là chuyện dễ làm. Bởi vì mình phải học một số cái vấn đề mà liên quan tới chi pháp, liên quan tới diệu pháp, mình mới biết lúc nào mình thành người ác. Chứ còn nếu mình không học mình không biết đâu, không biết đâu. Nhưng mà mình ngồi mình sân cả ngày, mình tức rồi mình chửi nó câu cho nó đau bụng, đau lòng chơi, mình tưởng nó mình ngon nó. Nhưng mình đâu có biết, mình vẫn là người ác như thường. Mà đã không làm theo lời Đức Phật dạy, tức là không gần người ác, không gần người ác, tức là đem những cái ác ra khỏi cái lời dạy của mình, khỏi cái đầu óc, khỏi sự suy nghĩ của mình lúc đó. Mô Bụt Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, tất cả những thiền pháp nào phát sanh trong buổi pháp thoại trong ngày hôm nay của tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sư nam và sư nữ trong đạo tràng này, xin hãy là mối duyên lành để chấm dứt các ấp ngủ ngầm nơi tâm,
trong cái sống này. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Nam mô Rất Tà Nát Tà Giá Sa. Dạ, sa thú đành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của chúng con, để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và chúng con cũng kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong buổi học ngày hôm nay đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Lộc Quỳnh kính mời quý vị cùng với Lộc Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, sa thú đành thai, con thấy tín hiệu của sư rồi. Uất tam ang ye na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam ang buột thể do khai lý tổ đô sau buột thâu tham mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ye na quan đề hằng thầm anh cha đưa quỳ thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô tham ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ye na quan đề hằng sẵn khanh cha đưa vi thốt tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khăm mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính lễ sư Trí Đức, kính chào đạo tràng. Con xin phép thay mặt chư tôn đức phúc chúc cho đạo tràng. Sabba Buddha Nuba Ve Na, Sabba Dhamma Nuba Ve Na, Sabba Sangha Nuba Ve Na, Buddha Ratanang, Dhamma Ratanang, Sangha Ratanang, Tinnang Ratanang Anuba Ve Na, Chatura Siti Saha Sadamma Kanda Nuba Ve Na, Bitaka Cha Nuba Ve Na, China Sawaka Nuba Ve Na, Sabbe Te Roga, Sabbe Te Phaya, Sabbe Te Antaraya, Sabbe Te Ubattava, Sabbe Te Dunimitta, Sabbe Te Awamangala, Vinassantu Ayuvathako, Thanavathako, Siriwathako, Yasavathako, Palavathako, Vannavathako, Sukhavathako, Hotu Sappada, Dukkha Roga Phaya Vera, Soka Sattu Chubattave Aneka, Antaraya Biwina Santu Chate Yasa Chaya Sithi Thamang La Bang Sothi Ba Yang Sukhang Balang Siriya Yuja Vanno Cha Bo Gang Vuthi Chaya Sawa Satawasa Cha A Chucha Chiwa Suthi Pawan Tute Bawa Tu Sapa Mangalang Rakhan Tu Sapa Dewata Sapa Buddha Nuba Vena Sapa Sada Sothi Bawan Tute Bawa Tu Sapa Mangalang Rakhan Tu Sapa Dewata Sapa Dhamma Nuba Vena Sada Sothi Bawan Tute Bawa Tu Sapa Mangalang Rakhan Tu Sapa Dewata Sapa Sangha Nuba Vena Sada Sothi Bawan Tute.
do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ đức của chư tăng, do nhờ đức của tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, do nhờ đức của tam muôn bốn ngàn pháp môn, do nhờ đức của tam tạng, do nhờ đức của chư thinh văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hàng đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc đều ân kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật. Sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thịnh lợi phong lưu, sự an vui, hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sáng cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma gà ta ni phụng ma. Ni hoa gia ni qua an ta lịch khê. Ta tha gà tăng đê qua manu su bố chi tăng. Bụt thăng nam ma sa na su qua thị hô tu gia ni tha phụ ta. Ni sa ma gà ta ni phụng ma ni hoa gia ni qua an ta lịch khê. Ta tha gà tăng đê qua manu su bố chi tăng. Tham mang nam ma sa na su qua thị hô tu gia ni tha phụ ta. Ni sa ma gà ta ni phụng ma ni hoa gia ni qua an ta lịch khê. Ta tha gà tăng đê qua manu su bố chi tăng. Sang khang nam sa na su qua thì hô tu hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Kỳ Viên, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi,
Xin hậu độ chư tôn đức thể khinh năng bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha vô hồ tu, ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha vô hồ tu, ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như dặn dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Lộc Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Lộc Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin được xuống mít kính chào tạm biệt đạo tràng để trong ban điều hành chúng con để bài kinh của quý sư Tích Lan tụng, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính kính chào tạm biệt đạo tràng ạ. Namo Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Vandami Cittiyam Sabbam Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddharupam Sagaram Sada. Vandami Cittiyam Sabbam Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddharupam Sagaram Sada. Vandami Cittiyam Sabbam Sambathane Supatthittam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddharupam Sagaram Sada. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva manusānaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavata dhammo sandhitikko akkāriko ehi pāsiko opanneiko paccattaṃ vedita bhuvinyo hiti. Supatipanno bhagavato savaka saṅkho ujupatipanno bhagavato savaka saṅkho
Nyaya patipanno bhagavato savakasankho Samichi patipanno bhagavato savakasankho Yadidam chattai purisa yugani attha purisa pukkala Esa bhagavato savakasankho Ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjarikaraniyo Anuttaram punyakhyam lokasati.